Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 17. Xe của Hoa Thành tăng mã lực, đạp ga rồi lao hết tốc độ về phía trước. Hiệu suất của chiếc Land Rover này gần như đã được phát huy đến mức tối đa, trong vài giây đã đạt vận tốc hơn 150 dặm. Tốc độ như vậy đã vượt quá giới hạn tốc độ tối đa của đường cao tốc, nếu va phải người thì chắc chắn chỉ có mất mạng mà thôi. Chiếc xe xông thẳng đến Tần Lâm ở phía trước, bỗng chỉ nhìn thấy ông lão cưỡi bò đang từ bước từ trên lưng bò xuống. Vài tên vệ sĩ sửng sốt, ông già đó xuống rồi kìa. Hoa Thành cười lạnh một tiếng, không phải lo, đâm chết chung một lượt cũng được. Dù cho ông già này có bỏ chạy thì bọn chúng cũng sẽ đuổi theo để giết, không thể để lại bất kỳ chứng cứ gì được. Trong nháy mắt, chiếc Land Rover lao tới, bỗng ông già vung tay. Một cơn gió mạnh nổi lên, tay áo ông lão tự bay nhẹ, cỏ dại xung quanh cũng đung đưa theo cơn gió. Nếu nhìn xuống, có thể thấy rằng từng đám cỏ và bụi xung quanh đang chuyển động theo một vòng đều đặn, và tâm của vòng tròn chính là ông lão mặc đồ trắng. Phù, chiếc xe mang theo cơn gió trực tiếp đâm thẳng vào ông lão. Chỉ nhìn thấy lòng bàn tay đang giơ lên của ông lão đột nhiên đưa xuống. Đánh thẳng vào mặt trên đầu xe của chiếc Land Rover. Phần đầu của chiếc Land Rover bị đập nát, toàn bộ chiếc xe bị bẹp rúm, giống hệt như đâm vào một ngọn núi lớn vậy. Một trường của ông lão trực tiếp đánh vỡ chiếc Land Rover này. Đầu máy phía trước báo hỏng, toàn bộ kính phía sau vỡ nát, chiếc xe trực tiếp bị bẹp rúm, tất cả mọi người trong đó đều tử vong. Chiếc xe phía sau như chết lặng khi nhìn thấy một trường của ông lão có thể chặn đứng chiếc xe đang chạy với vận tốc 150 dặm. Hơn nữa lại không hề bị thương, sự điềm tĩnh ấy làm người ta sỡn gai ốc. Đây nào phải con người chứ, đây chính là thần tiên. Tổng giám đốc Hoa cũng chết rồi. Lúc này, bọn họ cũng không dám ở lại nữa, sau đó cải số lùi, nhấn ga rồi nhanh chóng quay xe. Xong, miệng ông lão thoáng nụ cười, phất tay áo một phát, bỗng vài cây kim bạc bay ra ngoài. Vù vù, cùng với âm thanh của kim bạc xuyên qua không khí, đột nhiên vài người trong xe trực tiếp ngả người về phía sau. Kim bạc xuyên qua kính chắn gió với độ chính xác cao và đâm thẳng vào giữa lông mày bọn họ. Chỉ một cái phất tay đã khiến tất cả bọn họ chết. Nó cũng gần giống với chiêu thức của Tần Lâm, nhưng lại sắc bén và chính xác hơn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, tất cả người TH trong hai chiếc xe đều bị thiệt mạng. Ông lão hai tay hai bên nâng Tần Lâm và Tần Phi Vũ lên, đặt trên lưng bò, sau đó ông dắt bò đi đến một thôn nhỏ TH dưới chân núi. Không biết đã qua bao lâu Tần Lâm mới tỉnh lại. Sau khi anh mở mắt liền cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều, sức lực cũng đã hồi phục, không còn yếu ớt như trước nữa. Sao có thể, mất đi hai giọt tinh huyết, hơn nữa còn lăn xuống sườn núi, dù cho không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng, nhưng tại sao bây giờ không những không sao mà còn bình phục được không ít? Tần Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy ông lão đang ngồi trên ghế ở trong sân, vẻ mặt đột nhiên vui mừng. Sư phụ, ông lão quay đầu lại, nhoẻn miệng cười. Có thể để cho thằng nhóc như con hy sinh hai giọt tinh huyết để cứu người khác, ông ta không phải là bố con đấy chứ. Tần Lâm mỉm cười, đây là chú hai của con. Không hổ danh là sư phụ, vừa nhìn đã biết được anh và chú hai xảy ra chuyện gì. Tần Lâm ngượng ngùng cười nói, cũng chỉ có sư phụ sáng suốt, người hãy chữa trị giúp chú hai đi. Diệp Hiên Viên cười lạnh, còn cần con nói à, ta đã chữa hết cho cả hai rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Tần Lâm nghe xong liền lập tức nằm xuống, sau đó thở dài. Không được đâu sư phụ, bệnh tình của con nghiêm trọng lắm, người phải cho con uống mấy ngụm rượu kim xà nữa chứ. Nghe Tần Lâm nói xong, Diệp Hiên Viên trợn tròn mắt, tên nhóc nhà cậu bớt giờ trò lại đi, con đã uống bao nhiêu rượu kim xà của ta rồi. Có còn mặt mũi không đấy? Chỉ riêng tài sản của Tần Lâm là đã giàu thuộc top rồi, còn chưa kể đến Diệp Hiên Viên, tiền tài của ông ấy căn bản là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ai có thể ngờ rằng cặp sư đồ siêu giàu này lại tranh giành nhau một ngụm rượu chứ? Rượu kim xà của Diệp Hiên Viên không phải loại thường, rắn vàng do chính tay Diệp Hiên Viên nuôi 20 năm mới có thể làm ra một bầu rượu như vậy. Ban đầu Diệp Hiên Viên có để dành lại hai bầu để sau này còn sử dụng, kết quả lại bị Tần Lâm lén uống sạch. Hai sư đồ đấu võ miệng một hồi rồi Tần Lâm lên tiếng. Sư phụ, hay là người đi cùng con một chuyến đến Đông Hải không? Mấy sư huynh sư muội rất nhớ người đó. Diệp Hiên Viên có hơi do dự nhìn Tần Lâm, sau đó gật đầu. Được thôi, để mấy ngày nữa xem, cơ thể của con phải nghỉ dưỡng thêm mấy ngày nữa mới khỏi. Chú hai Tần không có gì đáng ngại, nhưng cơ thể của Tần Lâm lại rất khó để hồi phục. Hai người bọn họ giống như, bình chứa vậy,
chú hai Tần thì giống như một cái ly, tuy rỗng nhưng chỉ cần một ít nước là có thể đổ đầy. Còn Tần Lâm lại giống như một cái vại lớn, muốn hoàn toàn bình phục thì ngay cả Diệp Hiên Viên cũng không biết chắc được. Nên Tần Lâm và chú hai Tần trước mắt đều phải ở lại vùng nông thôn này, bọn họ đi theo Diệp Hiên Viên trồng rau và chăn nuôi gia súc, như thể đột ngột được trở về cuộc sống ẩn dật 10 năm trước. Tuy nhiên trong những ngày qua, Đông Hải cũng đã có những thay đổi lớn. Tin tức về cái chết của Thư Kim Liệt và Hoa Thành đã khiến hai gia tộc lớn nổi giận, họ đến chân núi Thanh Mai để kiểm tra nhưng không hề tìm thấy thi thể của Tần Lâm và chú hai Tần. Thư lão gia Thư Thành Quốc ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi Thanh Mai, sau đó nhìn chiếc Land Rover bị đập vỡ rồi hừ lạnh một tiếng. Thật đáng sợ, hai chú cháu nhà họ Tần đó đã bị sói tha rồi sao? Từ trên núi cao lăn xuống như vậy, lại bị chiếc Land Rover này tông mạnh, làm sao có thể còn sống được đây? Hoa lão gia Hoa Văn Vũ cũng có cùng quan điểm, lần này hai nhà chúng ta đã hy sinh quá nhiều rồi, nhưng nhà họ Tần đó cũng nên bị diệt tận gốc rồi đó. Thư Thành Quốc gật đầu, Đông Hải này vẫn là địa bàn của chúng ta. Lòng người của những gia tộc như thế này thường vô cùng lạnh lẽo, hai lão gia mỗi người đều bị mất đi con trai nhưng thứ mà họ lo lắng bây giờ lại là thế lực và quyền lợi. Mấy người bên Thư Thành Quốc lái xe, trước tiên là đến phố Đông Y, sau khi xuống xe liền nhìn thấy y quán Hiên Viên đã đóng cửa, Thư Thành Quốc mới cười khẩy một tiếng. Đập hết đi, 7 ngày sau, Tần Lâm cuối cùng đã bình phục. Diệp Hiên Viên nhìn vào bầu rượu trống không của mình liền cảm thấy đau lòng, rượu kim xà như thế này lại bị thằng nhóc này uống sạch. Diệp Hiên Viên nhìn chú hai Tần đang dựa vào gốc cây lớn ngân nga, ông bất lực lắc đầu. Tầm tuổi này nếu muốn học đông y có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Trong 7 ngày này, Diệp Hiên Viên đã nhìn ra được thiên phú của chú hai Tần và muốn nhận ông ấy làm đồ đệ. Tần Lâm vốn đã là đệ tử cuối cùng rồi, theo lý mà nói thì Diệp Hiên Viên cũng sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa, nhưng khi nhìn thấy tài năng của ông ấy liền cảm thấy có chút cám dỗ. Còn chú hai Tần mấy ngày nay cũng đã tìm hiểu về chuyện của Diệp Hiên Viên, biết được khả năng của Tần Lâm là học từ vị thần tiên này, đương nhiên bản thân ông ấy cũng muốn bái sư học nghệ. Mặc dù chú hai Tần đã khôi phục trí nhớ, nhưng 10 năm đã qua, thủ đoạn tàn nhẫn của ông năm đó cũng không thể nào dùng được nữa, ngay cả quan hệ tiền tài cũng không còn. Muốn làm cho nhà họ Tần trở lại thời Hoàng Kim thì nhất định phải có thủ đoạn hơn người. Cũng không thể nào để ông ấy là chú hai mà lại đi sống dựa vào cháu được. Tần Lâm mỉm cười, con thấy thiên phú của chú hai còn hơn cả con đấy. Diệp Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, đừng có mà được đà lấn tới, con theo ta học lúc mấy tuổi? 13, còn ông ấy bao nhiêu rồi? Dù là học y, học võ hay học cách cư xử thì càng trẻ càng tốt, lúc Tần Lâm đến chính là vào độ tuổi đẹp nhất. Hơn nữa tài năng còn hơn người, lại cần mẫn, cộng thêm thù hận trong lòng nên Tần Lâm đã nỗ lực hơn bất kỳ ai khác, và với sự hướng dẫn của một danh sư như Diệp Hiên Viên thì mới có thể tạo ra được Tần Lâm của ngày hôm nay. Những loại trải nghiệm này không thể lặp lại được, cho dù Diệp Hiên Viên có dạy lại thì cũng không thể nào dạy ra được một cao thủ như Tần Lâm. Cứ để chú hai của con đi với ta, để ông ấy sống vài năm trên núi rồi quay về cũng được. Tần Lâm gật đầu, tuy chú cháu vừa mới đoàn tụ còn có chút không nỡ, nhưng nếu có thể theo sư phụ học hỏi mấy năm thì đối với chú hai mà nói, nhất định sẽ võ cùng có lới. Sau khi sống TH vùng nông thôn này vài ngày, Tần Lâm vẫn còn rất luyến tiếc, không nỡ rời bỏ, anh bắt đầu cưỡi bò của sư phụ đi dạo, TH đây điện thoại cũng không có tín hiệu nên mấy ngày nay cũng không có tin tức gì, sợ rằng Đông Hải sẽ thành một mớ hỗn độn. Khi Tần Lâm đang cưỡi bò đi dạo trên cánh đồng, đột nhiên nhìn thấy có một bé gái đang nằm trên đồng ruộng, sau đó anh vội vàng chạy đến kiểm tra. Anh quay người cô bé lại, nhìn thấy là một cô bé tóc vàng mắt xanh, xem ra khoảng 14-15 tuổi gì đó, trông cô bé vừa tả tơi vừa bần thỉu, anh cũng không biết tại sao cô bé người nước ngoài này lại chạy đến đây được. Sau khi bắt mạch sơ qua, Tần Lâm phát hiện cô bé đã ngất đi vì đói, nhưng không có gì đáng ngại. Anh bế cô bé lên, đặt lên lưng bò rồi đưa về nhà. Ông già, con nhặt được một bé gái này. Diệp Hiên Viên còn chẳng thèm nhìn, vừa hay để nó làm vợ của con đi, ta đồng ý. Tần Lâm cạn lời trợn tròn mắt, ông lão thật không nghiêm túc chút nào. Đặt cô bé nằm xuống, Tần Lâm lấy ra hai cây kim bạc đâm vào, sau đó cô bé dần dần tỉnh lại, yếu ớt dựa vào tường. Trong nồi còn dư một ít cơm, Tần Lâm liền lấy đầy bát rồi đưa cho cô bé. Ăn đi, ăn xong sẽ khỏe hơn. Cũng không biết cô bé này có hiểu gì không, dù sao thì chắc chắn cô bé đang đói, nên chỉ cần biết ăn là được. Cô bé nhìn thấy thức ăn, hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng cầm thìa lên ăn như một con ma đói,
chỉ trong vòng 5 phút, bát cơm đã được giải quyết sạch sẽ. Sau khi ăn xong, cô bé lại uống thêm một bát nước lớn, sau đó dựa lưng vào tường một cách mãn nguyện rồi, lên một tiếng. Cô bé không biết tiếng Trung, chỉ có một sợi dây thừng nhỏ treo trên cổ cô bé, trên đó có một thiết bị nhỏ, sau khi cô bé nói vài câu thì thiết bị lập tức phát ra tiếng Trung. Cảm ơn anh, lúc này, Tần Lâm mới biết thiết bị nhỏ này là máy phiên dịch, cô bé này khá thông minh, còn mang theo máy phiên dịch bên mình, nếu không thì cũng chẳng biết được cô bé đến từ nước nào, dù sao đây cũng không phải là tiếng Anh, cũng không phải ngôn ngữ phổ thông. Tại sao em lại đến được đây, bố mẹ em đâu? Cô bé nói, em tên Sasa, tên đầy đủ là Chris Sasa, em là người nước Y, em lén chạy ra đây chơi ạ. Tần Lâm có chút kinh ngạc, một mình em đi từ nước Y đến Hoa Hạ à? Hi hi, em ăn trộm máy bay tư nhân để đến đây đấy, kết quả lúc đậu lại không tìm thấy sân bay, nên em đã nhảy dù xuống. Tần Lâm, sao, quả thật hiếm thấy, một đứa bé 13 tuổi lại có thể lái máy bay, còn có thể bay đến Hoa Hạ rồi nhảy dù, điều này thật sự quá lạ lùng. Em liên lạc với người nhà như thế nào? Hay để anh giúp em? Đừng mà, em muốn ở Hoa Hạ chơi một thời gian. Em theo anh có được không? Tần Lâm nhìn thấy cô gái nhỏ này rất đáng thương, cũng hơi mềm lòng, nói, được thôi, nhiều nhất là 7 ngày, 7 ngày sau em phải liên lạc với bố mẹ đó. Vâng ạ, cảm ơn anh, Sasa vô cùng vui vẻ, sau đó ăn thêm một bát cơm lớn nữa. Chẳng bao lâu sau, vết thương của Tần Lâm gần như đã lành hẳn, cả ba người cộng thêm cô bé Sasa người nước Y kia liền lập tức lên đường. Bọn họ rời khỏi cái thôn nhỏ này để lên đường đến Đông Hải. Khi bước vào địa phận của Đông Hải, Tần Lâm ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương. Điện thoại reo một lúc, sau đó là tiếng của Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, giọng của Mạnh Văn Cương vô cùng kích động, gần đây đều có tin tức lan truyền rằng Tần Lâm đã chết rồi. Không ngờ hôm nay ông ta lại nhận được điện thoại của tiểu sư huynh. Tần Lâm nói, không có gì đâu, tôi được sư phụ cứu rồi. Mạnh Văn Cương lại càng thêm kích động, sư phụ, sư huynh gặp sư phụ rồi sao? Sư phụ cũng đi cùng tôi trở lại Đông Hải, tôi sẽ tìm cơ hội để gặp mặt mọi người, tình hình bây giờ thế nào rồi? Mạnh Văn Cương vui mừng khôn xiết, không ngờ sau bao nhiêu năm lại có thể được gặp lại sư phụ, thật tốt quá. Nhưng khi nhắc đến bản thân, đột nhiên giọng điệu của Mạnh Văn Cương thoáng ngượng ngùng, tiểu sư huynh, tập đoàn Mạnh Thị của tôi phá sản rồi. Tần Lâm sững ra một lúc, tập đoàn Mạnh Thị phá sản rồi. Mới có mấy ngày thôi mà. Mặc dù Tần Lâm đoán chắc tập đoàn Mạnh Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng không ngờ lại phá sản sớm như vậy. Phải biết rằng tập đoàn Mạnh Thị là xí nghiệp hàng đầu tỉnh Hán Đông, tại sao lại phá sản được chú? Mạnh Văn Cương thở dài, có một số siêu gia tộc ở nước ngoài đã đàn áp tập đoàn Mạnh Thị của chúng tôi trên phạm vi quốc tế, việc buôn bán xuất khẩu đã bị chấm dứt, giá cổ phiếu thì tụt dốc, chúng tôi không thể cầm cự được nữa nên chỉ có thể trực tiếp tuyên bố phá sản để giảm thiểu thiệt, hại. Đúng rồi tiểu sư huynh, tập đoàn Hiên Viên cũng đã phá sản. Tập đoàn Hiên Viên này được thành lập bởi Mạnh Văn Cương, nhưng lại là công ty của Tần Lâm, và hiện tại nó đã bị phá sản. Các xí nghiệp khác của Mạnh Văn Cương đều như vậy, chưa kể đến Tần Lâm, sau khi anh gặp nạn thì tập đoàn Hiên Viên đã bị công kích đầu tiên. Tần Lâm gật đầu, được, tôi biết rồi. Tuy mọi việc có hơi khó giải quyết, nhưng Tần Lâm đã quay trở lại, và đương nhiên những chuyện này cũng sẽ từ từ được giải quyết. Sau đó, Tần Lâm hỏi thăm về tình hình của bất động sản Hà Thị. Dù sao bất động sản Hà Thị cũng là công ty bất động sản số 1 ở Hoa Hạ, tuy không trực tiếp bị nhắm đến nhưng cũng, chủ yếu vẫn hơn bò khỏe, muốn lật đổ Hà Niệm Anh cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của bất động sản Hà Thị lại giảm mạnh, gần như sụp đổ hoàn toàn, tất cả các cổ đông đều tán loạn, hàng ngày bọn họ đều vây quanh tòa nhà chính của bất động sản Hà Thị đến mức không ai dám đi làm. Một khi đi làm lại sợ bị đám cổ đông đó mắng, thậm chí còn có vài người đã nhảy lầu. Bất động sản Hà Thị từ nằm trong top 10 xuống đến top 30, có rất nhiều cánh truyền thông muốn phỏng vấn nhưng căn bản Hà Niệm Anh không hề xuất hiện, chỉ có Tiết Đại Lâm đứng ra đối phó vài câu, nhưng cũng chỉ là qua loa mà thôi. Tần Lâm nhíu mày, ngay cả Hà Niệm Anh cũng bị công kích nặng như vậy, xem ra người ra tay lần này không hề đơn giản chút nào. Tần Lâm vẫn gọi điện cho Hà Niệm Anh để hỏi thăm tình hình. Sau đó mới biết được là do thế lực của gia tộc Chris ở nước Y. Tần Lâm sững sốt, Chris, nước Y. Sau đó, bỗng ánh mắt của Tần Lâm dừng lại trên người Sasa. Sasa lúc trước có giới thiệu bản thân, cô bé đến từ gia tộc Chris ở nước Y,
tên đầy đủ là Chris Sasa, lẽ nào đó chính là gia đình của cô bé. Sasa vô cùng tinh danh, cô bé luôn nghe bằng máy phiên dịch, sau đó tỏ vẻ vô tội, nói. Hình như thật sự là gia đình em, để em gọi điện giúp anh. Sasa từ nhỏ đã thuộc tầng lớp siêu giàu, cô bé đương nhiên có chút hiểu biết về những thứ kinh doanh này, tuy cô bé còn nhỏ nhưng đã vô cùng tinh danh, nếu không thì làm sao đến cả máy bay tư nhân cũng biết lái, lại còn nhảy dù được nữa chứ. Tần Lâm cho Sasa mượn điện thoại di động. Rồi nhìn thấy Sasa gọi cho số nước ngoài, một lúc sau đã được kết nối. Sasa nói vài câu, có lẽ nội dung là báo địa điểm và kêu người đến đón. Tần Lâm cùng mọi người tìm một nhà hàng để ăn và chờ đợi, khoảng một tiếng sau, bỗng có một chiếc trực thăng bay trên bầu trời đến. Tần Lâm sững ra một lúc, nhà họ Chris này đúng là có chút thủ đoạn, trực thăng lại dám bay thẳng vào thành phố. Mấy người bước ra khỏi nhà hàng. Chỉ thấy một chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, rồi một cái thang được thả xuống, tiếp theo một người đàn ông trung niên cũng bước xuống. Người đàn ông Âu phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, trông vô cùng hăng hái. Người đàn ông đi tới, nhìn thấy Sasa, trên mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc, sau đó ông ta đưa một tay lên ngực, bắt đầu quỳ xuống. Công chúa điện hạ, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy người rồi. Mọi người đều sững sờ, công chúa. Cô bé này là công chúa. Sasa nói liến thoáng vài câu rồi chỉ về phía Tần Lâm, sau đó nhìn người đàn ông không hề lên tiếng đứng bên cạnh. Người đàn ông trung niên mỉm cười, tiến đến chỗ Tần Lâm, sau đó nói với anh bằng tiếng Trung. Cậu Tần, cảm ơn vì đã cứu công chúa Sasa của chúng tôi là thủ tướng nước Y, cậu có thể gọi tôi là lão bố Phùng. Tần Lâm bắt tay với ông, nước Y tuy không phải là quốc gia lớn nhưng lại có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Bởi vì là nước có số lượng lớn dầu mỏ, vậy nên nó mới có vị thế quốc tế rất cao và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Không ngờ cô gái nhỏ này lại có thân phận đặc biệt như vậy, công chúa của nước Y sao? Ngay cả thủ tướng nước Y cũng cung kính với cô bé như vậy, xem ra không hề tầm thường chút nào. Tiếng Trung của lão bố Phùng rất tốt, ông thông thạo nhiều thứ tiếng và là một nhà ngoại giao mạnh mẽ. Cậu Tần, nhờ có cậu mà công chúa mới bình an vô sự. Tôi nghe công chúa Sasa nói rằng hình như mọi người đang gặp chút rắc rối gì đó. Tần Lâm gật đầu, bởi vì gia tộc Chris của nước Y đã thao túng thị trường chứng khoán, dẫn đến một số công ty của chúng tôi đã bị phá sản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão bố Phùng sững ra một lúc, còn có chuyện này sao? Chắc cậu Tần có điều không biết, Chris là gia tộc lớn ở nước Y, cũng giống như họ Vương ở Hoa Hạ vậy. Tuy họ giống nhưng bọn họ không phải là một gia đình, thực sự, chỉ có gia tộc của Sasa mới là hoàng thất của nước Y, xin cậu yên tâm, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Sau khi lão bố Phùng gọi vài cuộc điện thoại, liền đi cùng Tần Lâm đến bất động sản Hà Thị. Lúc này, trụ sở của bất động sản Hà Thị đã bị bao vây chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt, có rất nhiều nhà đầu tư tự phát vây chặt ở bên ngoài, trên tay cầm băng rôn lớn với dòng chữ trả tiền xương máu lại đây. Bằng màu trắng và đỏ, cảnh tượng có chút không thể kiểm soát được. Bất động sản Hà Thị luôn là một con rồng dẫn đầu, giá cổ phiếu luôn tăng và các nhà đầu tư dựa vào điều này để kiếm tiền. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá cổ phiếu của bất động sản Hà Thị đã trực tiếp tụt không phanh, mức rơi này khiến họ không thể nào chấp nhận được, thậm chí còn lấy tự sát ra để đe dọa. Bất động sản Hà Thị cũng phải trải qua rất nhiều áp lực, nhân viên phải đi làm từ sớm, lén đi vào từ tầng hầm. Hoàn toàn không dám mở cửa chính, nếu không nhóm nhà đầu tư này sẽ xông vào, lúc đó không biết mọi chuyện sẽ thành như thế nào nữa. Tần Lâm và những người khác cũng tránh những người này, bọn họ cũng đi vòng từ tầng hầm để lên bất động sản Hà Thị. Lúc này, tất cả quản lý cấp cao của bất động sản Hà Thị đều đang tập trung trong phòng họp, sắc mặt Hà Niệm Anh sầm xuống, có một vài người y đang ngồi trước mặt bà ấy. Ông Meyer, các người có phải quá đáng lắm rồi không? Chúng tôi không có bất bình gì với đất nước của ông cả, tại sao ông cứ phải chống đối lại chúng tôi? Meyer này là quản gia của nhà Chris, bọn họ đã bỏ ra hàng chục tỷ để đối phó với bất động sản Hà Thị. Chưa kể đến thương mại xuất nhập khẩu bị ngắt quãng giữa chừng, ngay cả thương mại nội địa cũng bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt. Trên toàn quốc, chỉ cần là dự án bất động sản của Hà Thị, ngay lập tức sẽ bị bọn họ can thiệp. Thủ đoạn can thiệp cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắt đứt nguồn nguyên liệu là được.
Ví dụ như bất động sản Hà Thị đang xây nhà ở thì Meyer sẽ cử người đến làm lũng đoạn thị trường cốt thép trong toàn bộ khu vực thành phố hoặc tỉnh đó. Thiếu cốt thép thì không thể nào tiến hành xây dựng được, chắc chắn công trình sẽ gặp trở ngại. Mặc dù Meyer không thể làm lũng đoạn toàn bộ cốt thép, nhưng chỉ cần làm xung quanh là được, bất động sản Hà Thị sẽ phải dừng thi công, muốn điều động từ nơi khác đến cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng đối với một dự án lớn như vậy mà mỗi ngày chậm tiến độ là phải thiệt hại hàng chục triệu. Đây chỉ mới là một dự án mà thôi, bất động sản Hà Thị có vô số dự án trên khắp cả nước, nếu mỗi dự án này đều bị mắc cạn thì sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế. Meyer đã chi rất nhiều tiền để đàn áp kinh tế của bất động sản Hà Thị. Như thế này gọi là hành vi gây tổn hại điển hình cho người khác, bọn họ làm lũng đoạn nguyên vật liệu, căn bản cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa cuối cùng cũng phải đền tiền. Hà Niệm Anh thật sự không thể hiểu tại sao gia tộc Chris lại vô lý đến vậy, và làm thế nào một doanh nhân lại có thể tạo ra chuyện như vậy được. Tất nhiên, sự hợp tác giữa Meyer và hai gia tộc Thư Hoa chắc chắn không thể nói cho Hà Niệm Anh biết được. Mục đích thực sự của bọn họ là chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Hán Đông, đây tuyệt đối là một cái bánh vô cùng béo bở. Ông Meyer cười nhạt và đẩy hợp đồng về phía Hà Niệm Anh. Chủ tịch Hà, tôi khuyên bà nên suy nghĩ cho kỹ, bà không nhìn thấy các nhà đầu tư bên ngoài kích động đến mức nào sao? Chúng tôi cũng chẳng phải muốn mua tất cả cổ phần của công ty các người, chúng tôi chỉ cần tất cả các dự án ở tỉnh Hán Đông của công ty mà thôi. Sắc mặt Hà Niệm Anh sa sầm. Đám người nước ngoài này đúng là thừa nước đục thả câu mà, đây hoàn toàn là đang uy hiếp. Ông Meyer, tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng vui vẻ với nhau, còn điều kiện của ông, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Meyer cười khẩy, đồng ý hay không, không đến lượt mấy người nói, Chủ tịch Hà, nếu bà không từ bỏ các dự án ở tỉnh Hán Đông thì điều bà sắp phải đối mặt là sự đình công trên toàn quốc, bà có tin không? Sắc mặt Hà Niệm Anh chợt trở nên khó coi. Nếu như là người khác nói ra thì chắc chắn bà ấy sẽ không tin, bất động sản Hà Thị to lớn như thế, làm sao có thể đình công toàn quốc được chứ? Nhưng đối với gia tộc Chris của nước Y mà nói, điều này hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần không ngại chi tiền thì nhất định sẽ làm bất động sản Hà Thị thiệt hại nghiêm trọng. Kiểu cạnh tranh ác liệt như này chẳng khác nào hy sinh 800 binh lính của mình để tiêu diệt 1.000 quân địch, Hà Niệm Anh thật sự cạn lời, đập bàn đứng dậy. Ông Meyer, mong ông đừng ép người quá đáng. Meyer cười khinh bỉ, Chủ tịch Hà, hãy xem xét tình hình hiện tại cho rõ ràng. Tôi không phải đang bàn bạc với bà mà là đang thông báo cho bà biết, nếu bà vẫn nghi ngờ không hợp tác với chúng tôi, bà có tin tôi sẽ khiến bất động sản Hà Thị hoàn toàn tê liệt không? Ngay khi ông Meyer vừa dứt lời, giọng nói của Tần Lâm đột nhiên vang lên từ phía sau ông ta. Không tin. Sau đó, Tần Lâm đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang đó. Hà Niệm Anh vui mừng khôn xiết, tiểu sư huynh. Nghe tin Tần Lâm bị giết, Hà Niệm Anh luôn điều tra kết quả, nhưng công ty lại quá bận rộn không sao thoát ra được, không ngờ tiểu sư huynh lại không sao cả. Đi cùng tiểu sư huynh còn có một bé gái và một người đàn ông ngoại quốc. Lão bố Phùng vừa bước vào, khuôn mặt liền tối sầm lại, lạnh lùng nói với Meyer. Meyer! Ai cho ông tự ý dùng tiền vốn gia tộc để chèn ép người khác? Mẹ thấy lão bố Phùng thì sợ vãi linh hồn, vội vàng đứng dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại. Ông bố Phùng, công chúa xa xa, sao các ngài lại đến đây? Meyer không thể ngờ rằng, một chuyện còn con thế này lại kinh động đến cả công chúa và thủ tướng nước Y, chuyện bé xé ra to quá vậy. Lão bố Phùng hừ lạnh, vung tay lên tát mạnh vào mặt Meyer. Đồ khốn, nếu bọn tôi không đến, thì ông định làm gì hả? Mặt Meyer đỏ bừng lên, chân tay sợ hãi run lẩy bẩy, bị ăn một cái bạt tay mà không dám phát ra tiếng. Ông bố Phùng, là do tôi sai, tôi đã tin lời gièm pha của nhà họ Thư và nhà họ Hoa, cảm thấy có lợi. Hừ, tôi cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội, dùng tất cả những thủ đoạn ông đối phó với bất động sản Hà Thị, tập đoàn Mạnh Thị và tập đoàn Hiên Viên để đáp trả lại nhà họ Thư và nhà họ Hoa. Nếu làm không tốt thì sau khi trở về, ông đợi mà vào tù đi. Meyer toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống, ông bố Phùng, công chúa xa xa, tôi sai rồi, tôi sẽ lấy công chuộc tội ngay lập tức, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Nói xong, Meyer lập tức lấy điện thoại ra gọi điện. Truyền lệnh của tôi, dừng lại toàn bộ công tác nhằm vào bất động sản Hà Thị, tặng miễn phí các vật liệu lũng đoạn cho các công trình địa phương. Nói xong,
Meyer gọi đến số khác, dùng toàn bộ số vốn còn lại của chúng ta đối phó với nhà họ Thư và nhà họ Hoa, làm gián đoạn các giao dịch thương mại trong và ngoài tỉnh của hai nhà đó, dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với bọn họ, lập tức hành động. Mặc dù gia tộc Chris của nước Y là thế lực bên ngoài, nhưng bọn rất giàu có, chịu chi, cộng thêm có mối quan hệ rộng lớn do dầu mỏ, vì vậy, muốn đối phó nhà họ Thư và nhà họ Hoa là chuyện dễ như trở bàn tay. Meyer gọi xong hai cuộc điện thoại, toàn thân đã mồ hôi đầm đìa. Ông ta cúi đầu nói với lão bố Phùng và công chúa Sa Sa với giọng điệu vô cùng khiêm tốn. Thưa ông bố Phùng, thưa công chúa Sa Sa, lần này là lỗi của tôi, xin các ngài hãy tha thứ cho tôi. Lão bố Phùng phớt lờ ông ta, mà đi đến bắt tay với Hà Niệm Anh. Chủ tịch Hà, tôi là thủ tướng nước Y, ở trong nước tôi đã cũng đã từng nghe về bà, mong rằng sau này sẽ thường xuyên qua lại, nếu có nhu cầu hợp tác thì cứ lên tiếng. Hà Niệm Anh được yêu mà sợ, vội vàng đứng dậy bắt tay, ban lãnh đạo của bất động sản Hà Thị lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi lại cảnh tượng mang tích lịch sử này. Mặc dù Hà Niệm Anh rất tài giỏi, nhưng chỉ giới hạn trong nước. Bởi vì ngành bất động sản này, chỉ phát triển vượt trội ở Hoa Hạ. Bà ấy cũng chỉ lọt top người giàu nhất Hoa Hạ vào những năm ngành bất động sản đạt đỉnh, so với Liễu Thanh Thanh thì vẫn còn kém một chút. Dù sao thì các sản phẩm làm đẹp của Liễu Thanh Thanh có thể xuất khẩu ra toàn thế giới, một cái chỉ có thị trường trong nước, một cái là cho thị trường toàn cầu, khoảng cách chênh lệch rất lớn. Vì vậy Hà Niệm Anh luôn muốn thâm nhập vào quốc tế, nhưng chưa tìm được cơ hội. Bây giờ đã khác rồi, có sự hỗ trợ của nước Y, Hà Niệm Anh sẽ có thể mở ra cánh cửa quốc tế trong tương lai. Hà Niệm Anh vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Tần Lâm, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Không hổ danh là tiểu sư huynh, bà ấy lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề khó khăn này, nếu không có người giúp đỡ, không chừng cuối cùng Hà Niệm Anh sẽ thỏa hiệp và nhường lại địa bàn tỉnh Hán Đông này. Nhưng tiểu sư huynh vừa ra tay đã giải quyết xong vấn đề. Không những thế, còn biến từ thế bị động sang thế chủ động, tấn công lại kẻ thù, không chỉ giải quyết nguy cơ, mà còn thúc đẩy bất động sản Hà Thị ra thị trường quốc tế. Nhà họ Thư và nhà họ Hoa cũng đã bị chèn ép rồi, sau này bất động sản Hà Thị sẽ thống trị Đông Hải, lợi hại quá đi mất. Hà Niệm Anh vô cùng bận rộn, Tần Lâm cũng không làm phiền bà ấy nữa. Sư muội cứ làm việc đi, mấy ngày nữa sư huynh đệ chúng ta tụ họp, sư phụ cũng tới rồi. Hà Niệm Anh bỗng nhiên xúc động, sư phụ đến rồi à? Thật tốt quá! Với Hà Niệm Anh, không có chuyện gì quan trọng bằng gặp sư phụ. Ngay cả khi bất động sản Hà Thị không còn nữa, thì việc đi gặp sư phụ cũng rất đáng giá. Sau khi rời khỏi bất động sản Hà Thị, Tần Lâm liên lạc với Trúc Linh Linh. Gọi hai cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, Tần Lâm nhíu mày, Trúc Linh Linh không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Tần Lâm ngồi lên xe, chạy thẳng đến nhà họ Trúc. Nhà họ Trúc lúc này đã đóng chặt cổng lớn, quan trọng nhất là phòng Trúc Linh Linh đã bị khóa chặt từ bên ngoài, bên trong không thể mở ra. Đúng vậy, Trúc Linh Linh đã bị giam lỏng. Cô ấy bị nhốt ở trong phòng, mỗi ngày chỉ được đưa đồ ăn nước uống, trong phòng có tivi và một vài đĩa phim, ngoài ra không có gì cả. Trúc Linh Linh thử đẩy cửa lần nữa, nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, sức lực của cô căn bản không thể làm nó xi nhê. Này, ông Trương, mở cửa cho tôi muốn đi tắm. Người tên ông Trương này là tay chân của Trúc Linh Linh, hơn 30 tuổi, từng là bộ đội đặc chủng. Giam giữ một cô gái nhỏ bé chắc chắn là việc quá dễ dàng. Ông Trương lạnh lùng nói. Cô Trúc, trong phòng tắm của cô đã có đủ đồ dùng tắm rửa rồi, cô có thể tắm ở đó. Trúc Linh Linh nói, trong phòng tôi chỉ có vòi hoa sen, tôi muốn ngâm bồn tắm. Ông Trương cười khinh bỉ, cô Trúc, cô chịu khó đi, trong hoàn cảnh đặc biệt, cô đừng đòi hỏi nhiều như vậy. Trúc Linh Linh tức muốn chết, ông, tôi ốm rồi, tôi đau bụng, muốn uống thuốc. Ông Trương nhíu mày, mặc dù biết Trúc Linh Linh đang cố tình gây sự, nhưng ông ta vẫn phải đáp ứng yêu cầu của cô. Bên chỗ Trúc Minh thì không sao cả, muốn xử lý Trúc Linh Linh như thế nào cũng được, nhưng trong nhà còn có ông bà cụ, không thể để Trúc Linh Linh xảy ra nguy hiểm được. Ông Trương nói, đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho cô. Không được, ông không phải là bác sĩ, tôi không dám uống thuốc ông lấy cho, ông đi tìm bác sĩ đến cho tôi. Ông Trương nghe vậy thì cười mỉa mai nói, cô Trúc, cô còn mong chờ tên họ Tần kia đến cứu à? Cô đừng mơ tưởng ngu ngốc nữa, hắn ta đã chết rồi, hơn nữa còn chết không toàn thây.
Sắc mặt Trúc Linh Linh sa sầm xuống, ông nói láo. Có ông mới chết, ông gọi bà nội tôi đến đây, tôi có lời muốn nói với bà. Ông Trương lắc đầu, nhưng vẫn vào phòng gọi bà cụ ra. Bà cụ chống cây quải trượng đứng ở cửa thở dài. Linh Linh! Trúc Linh Linh vội vàng kêu lên, bà nội, bà mau thả cháu ra đi, cháu là cháu gái ruột của bà mà. Bà cụ bất lực nói, Linh Linh, bà không phải không muốn thả cháu ra, cháu cũng nên bình tĩnh lại, đừng trách bà độc ác. Mặc dù cháu họ Trúc nhưng sớm muộn gì cũng phải gả vào nhà người ta, bác cả cháu khỏe mạnh lại có con trai, nó mới là người kế thừa hương hỏa nhà họ Trúc. Trúc Linh Linh không biết nói gì, lòng cô đã nguội lạnh. Cô thật sự không ngờ bà nội ruột thịt của cô lại nói ra những lời này. Mặc dù Trúc Linh Linh là con gái, nhưng cô luôn hết lòng phục vụ cho nhà họ Trúc. Ban đầu Trúc Minh bắt nạt cô như vậy, nhưng sau khi bà nội trở về, cô vẫn bỏ qua những hiềm khích trước kia và sáp nhập ba công ty lại. Thậm chí còn vô tư giao đường thần số 2 cho gia tộc. Thế nhưng đổi lại được gì, được làm tham. Trúc Minh muốn chiếm toàn bộ cổ phần của cô, muốn kiểm soát cả công ty. Còn bà nội cũng ngầm ủng hộ hành vi này của ông ta. Thậm chí bà cũng không quan tâm việc ông ta nhốt Trúc Linh Linh lại. Trúc Linh Linh đã hoàn toàn thất vọng với cái nhà này. Bà nội, mong bà hãy nhớ kỹ những gì bà đã làm với cháu ngày hôm nay, sau này ra ngoài sẽ không còn là người nhà họ Trúc nữa. Bà cụ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Dù thế nào Trúc Linh Linh cũng là con gái, cho dù không có chuyện này cũng sẽ gả cho người ta. Sản nghiệp huy hoàng của nhà họ Trúc không thể rơi vào tay người ngoài được. Ông Trương thấy bà cụ không nói gì cũng tỏ vẻ khinh bỉ, cô Trúc, cô từ bỏ đi. Nếu chủ tịch Trúc không ra lệnh, thì không ai có thể thả cô ra được, không tin cô cứ thử đi. Ông Trương vừa nói xong thì ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông. Thử thì thử. Nghe thấy vậy, mấy người sững sờ chốc lát, rồi nhìn về phái tiếng nói, thì thấy Tần Lâm đang đứng trước cửa. Sắc mặt bà cụ và ông Trương đều thay đổi, sao lại là cậu, sao cậu vẫn còn sống? Sự xuất hiện của Tần Lâm thật sự khiến bọn họ kinh ngạc. Trúc Linh Linh ở trong phòng cũng nghe thấy giọng nói, nhưng không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Anh Tiểu Lâm là anh à? Là anh đây Linh Linh, anh đến cứu em đây. Nói xong, Tần Lâm định đi vào, ông Trương lập tức đứng ra lạnh lùng nói. Cậu không thể vào, đây là nhà họ Trúc chúng tôi. Không đến lượt cậu ngang ngược. Ngang ngược, Tần Lâm bỗng nhiên ra tay, trực tiếp túm lấy cổ của ông Trương, ông ta lập tức ngạt thở, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Tần Lâm, nhưng dù ra sức thế nào cũng không thể thoát khỏi. Tần Lâm lạnh lùng nói, ông chỉ là con chó của Trúc Minh mà cũng dám chửi tôi à. Năm đó lúc nhà họ Trúc làm chó cho tôi, ông còn không biết đang xin ăn ở đâu kìa. Một con chó tay sai mà cũng dám đối xử như vậy với Linh Linh. Ông đúng là đáng chết. Nói xong, năm ngón tay Tần Lâm bóp lại, một tiếng, rắc, vang lên, ông Trương chết ngay tại chỗ. Sắc mặt bà cụ lập tức trở nên khó coi, vô cùng tức giận. Láo xược, lại dám giết người tại nhà họ Trúc chúng tôi. Cậu láo xược quá đấy. Bà cụ giống lên như chó điên, Tần Lâm hừ lạnh, rồi quay đầu vung tay lên. Bốp! Cái tát này giáng thẳng vào mặt bà cụ. Mặt bà cụ Trúc lập tức sưng lên như một quả núi nhỏ, trên mặt hiện rõ dấu tay năm ngón. Bà cụ sững sờ, bà không ngờ Tần Lâm lại dám đánh mình. Bà cụ duỗi tay run run chỉ vào Tần Lâm. Họ Tần kia, cậu dám đánh tôi. Tần Lâm lạnh lùng nói, đánh bà còn nhẹ đấy. Bà đừng có mà cậy già lên mặt, nếu không phải niệm tình khi xưa, bà nghĩ bà còn có thể sống mà đứng đây chỉ tay chỉ chân với tôi chắc. Lời nói của Tần Lâm khiến bà cụ tức giận không nói nên lời, cũng không dám lên tiếng. Khí thế và hào quang của anh lập tức khiến bà cụ cảm thấy người đứng trước mình đây không phải là hậu bối, mà là một ngọn núi lớn, một ngọn núi không thể vượt qua được. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Lâm, trong lòng bà cụ cảm thấy rất sợ hãi. Từ lâu, bà luôn không thèm để Tần Lâm vào mắt, bà nghĩ Tần Lâm chẳng qua là dựa vào nhà họ Trúc bọn họ mới có được chỗ đứng. Nếu chỉ dựa vào quan hệ xã giao của anh đã sớm bị ba gia tộc lớn kia giết chết rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không phải như vậy, Tần Lâm có được ngày hôm nay không có chút liên quan nào đến nhà họ Trúc, thậm chí nhà họ Trúc hình như còn hưởng sái hào quang của Tần Lâm. Tần Lâm đi đến trước cửa, kéo mạnh một phát, cánh cửa chống trộm chắc chắn đã bị Tần Lâm kéo long ra,
hoàn toàn không dùng bất kỳ kỹ xảo nào mà chỉ kéo mạnh ra liền phá được khóa cửa. Bà cụ đứng ở bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, tên này sao lại khỏe như vậy? Cửa được mở ra, Trúc Linh Linh lập tức lao vào lòng Tần Lâm. Cô như viên ngọc ấm áp mềm mại lao vào lòng anh, hương thơm phả vào mũi. Ôm cơ thể mềm mại trong lòng, Tần Lâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói. Mấy ngày nay em đã chịu khổ rồi. Trúc Linh Linh lắc đầu, em luôn bị nhốt trong phòng, không chịu khổ cực gì, anh không sao chứ? Tần Lâm lắc đầu, không sao, đi thôi, đi lấy lại đồ của em. Sắc mặt Trúc Linh Linh trầm trọng nói, anh Tiểu Lâm, đã có rất nhiều cổ đông ủng hộ Trúc Minh, e là không thể lấy lại được quyền sở hữu cổ phần của em nữa. Tần Lâm cười khinh bỉ, đồ thuộc về em thì sẽ mãi mãi thuộc về em, không lấy lại được quyền sở hữu cổ phần thì chúng ta sẽ phá hủy nó, thành lập công ty mới. Trúc Linh Linh hơi sững sờ, không hiểu ý của Tần Lâm lắm, nhưng vẫn gật đầu theo anh, quyết định cùng đi với Tần Lâm. Bà cụ đứng yên chỗ cũ, sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù vừa nãy không ai thấy Tần Lâm tát bà cụ, nhưng bà cụ vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Bằng này tuổi rồi mà lại bị Tần Lâm tát, quả thật quá mất mặt. Trúc Linh Linh, cháu định đi đâu, cháu có còn là người họ Trúc chúng ta không hả, vậy mà định đi cùng cậu ta. Trúc Linh Linh quỳ đầu lại, lạnh lùng nhìn bà cụ, sau đó từ từ quỳ xuống đất, cúi đầu lạy bà cụ ba cái. Sau đó, đứng dậy bình tĩnh nói. Bà nội, từ nay về sau, cháu sẽ không về nhà họ Trúc nữa, cháu cũng không cần cổ phần hay tài sản nhà họ Trúc nữa, cháu ra đi với hai bàn tay trắng, sau này nhà họ Trúc không còn liên quan đến cháu nữa. Bà cụ trợn mắt nói, Trúc Linh Linh, cháu đừng có hối hận. Được sống trong một gia tộc lớn như này là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, nhất là có thể trở thành cô chủ nhà giàu như này lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mọi người ai ai cũng tranh nhau muốn gả vào nhà giàu, chứ không có ai muốn rời đi cả. Trúc Linh Linh cười nhạt, cháu sẽ không bao giờ hối hận. Đây không phải lần đầu tiên Trúc Linh Linh rời khỏi nhà họ Trúc, nhưng lần giam lỏng này thật sự đã khiến trái tim Trúc Linh Linh tan nát. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Trúc nữa. Tần Lâm đưa Trúc Linh Linh đến tập đoàn Trúc Thị, tòa nhà thương mại xa hoa bậc nhất Đông Hải. Lúc bọn họ đến cửa, nhân viên bảo vệ nhìn thấy Trúc Linh Linh thì sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng chào hỏi. Tổng Giám đốc Trúc. Sau đó, khi Trúc Linh Linh lên thang máy, bảo vệ vội vàng lấy bộ đàm. Chủ tịch Trúc, tôi thấy Trúc Linh Linh đến rồi. Lúc này, Trúc Minh đang mở cuộc họp trong phòng. Sau nhiều ngày tẩy não, cộng với ép buộc và dụ dỗ, các cổ đông này đều đã ủng hộ ông ta. Hiện giờ Trúc Minh chính là cổ đông lớn thực sự và đã thôn tính toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của Trúc Linh Linh, bao gồm cả đường thần số 2 và tài sản của Y Dược Văn Hòa. Nghe thấy lời bảo vệ nói trong bộ đàm, Trúc Minh cười khinh bỉ. Đến thì làm sao, đại cục đã định rồi. Trúc Linh Linh đẩy cửa bước vào, sắc mặt của tất cả mọi người đều chợt có chút kỳ lạ. Trúc Minh cười khinh bỉ nói, Trúc Linh Linh, cô đến đây làm gì, hiện giờ cô chỉ là một nhân viên bình thường của công ty chúng tôi, cô không có tư cách tham gia cuộc họp cổ đông này. Trúc Linh Linh liếc mắt, lạnh lùng nói, bác cả, ông có biết xấu hổ hay không hả, ông lấy lại cổ phần của mình thì cũng cho qua, nhưng cổ phần Y Dược Văn Hòa của tôi mà ông cũng dám động vào. Trúc Minh cười ha hả, Y Dược Văn Hòa gì chứ, ba công ty chúng ta đã sáp nhập từ lâu rồi. Lấy đâu ra công ty của cô thế? Hiện giờ chỉ có một Y Dược Trúc Thị, mà cổ đông lớn nhất chính là Trúc Minh tôi. Còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, hiện giờ lấy tư cách chủ tịch hội đồng quản trị, tôi ra lệnh cho cô cút khỏi phòng họp. Ông, Trúc Linh Linh tức tím mặt, không lại lại có người vô liêm sỉ đến mức độ này. Lúc này Tần Lâm đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hài hước, cười khinh bỉ nói. Quyền lực lớn quá. Thấy Tần Lâm xuất hiện. Sắc mặt Trúc Minh Minh lập tức thay đổi, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Người khác không biết nội tình, nhưng Trúc Minh biết vô cùng rõ, Tần Lâm đã chết rồi mà. Hai nhà họ Hoa và nhà họ Thư đã sử dụng biết bao nhiêu thế lực, hy sinh lợi nhuận 10 năm tới, dùng 20 lính đánh thuê cao cấp, nhưng vẫn không giết được Tần Lâm. Tên này là người bất tử hả? Thấy sắc mặt tái nhợt của Trúc Minh, Tần Lâm cười khinh bỉ, sao vậy, có phải rất ngạc nhiên vì sao tôi chưa chết đúng không? Ông tưởng mật báo là tôi sẽ chết chắc, sau đó ông sẽ bình chân như vậy à? Sắc mặt Trúc Minh cứng đờ, lo lắng nói. Cậu đừng có nói linh tinh, liên quan gì đến tôi?
Trúc Minh giả vờ bình tĩnh, đây là đại hội cổ đông của chúng tôi, cậu là người ngoài đến đây làm gì? Tần Lâm mỉm cười, tôi đến xem náo nhiệt. Há, xem náo nhiệt cái gì, Trúc Minh nhíu mày. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, liền có người mặc đồng phục ngân hàng đẩy cửa bước vào. Chủ tịch Tôn, sao ông lại đến đây vậy? Chủ tịch ngân hàng Tôn nói, Chủ tịch Trúc, hiện giờ ngân hàng chúng tôi đang nghi ngờ năng lực của công ty các ông, nên quyết định từ chối cho vay đồng thời truy hồi khoản vay trước đó. Mong công ty các ông thanh toán trong vòng 24 giờ, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế mua lại công ty các ông. Sắc mặt Trúc Minh lập tức tái nhợt. Cái gì, Chủ tịch Tôn, ý của ông là gì? Sao chúng tôi lại không có năng lực chứ? Chủ tịch ngân hàng Tôn lạnh nhạt nói, chắc ông vẫn chưa nhận được thông tin nhỉ, bây giờ tập đoàn Hiên Viên sẽ thoái vốn khỏi công ty các ông, bởi vì công ty ông đã vi phạm hợp đồng, hiện giờ các ông đang nợ tập đoàn Hiên Viên 5 tỷ nhân dân tệ và không có khả năng trả nợ, nó cũng thuộc về vi phạm hợp đồng. Trúc Minh trợn mắt nói, chuyện này không thể nào, tập đoàn Hiên Viên đã phá sản rồi. Kế hoạch của Trúc Minh vốn dĩ đang tính toán vô cùng tốt, tập đoàn Hiên Viên bị phá sản rồi. Ông ta không phải trả 5 tỷ bọn họ đầu tư trước đây nữa, thế là Trúc Minh sẽ kiếm không 5 tỷ, quá hời. Chủ tịch ngân hàng Tôn cười khinh bỉ, tập đoàn Hiên Viên đã sống lại rồi, hơn nữa chuyện người ta có phá sản hay không, không phải do anh quyết định. Trúc Minh lắc đầu lia lịa, không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể nào. Ông ta lấy điện thoại ra, đang định hỏi thăm về tin tức của tập đoàn Hiên Viên, nhưng Vương Nhị của tập đoàn Hiên Viên đã đi vào cùng mấy người thư ký. Trúc Minh, đây là thư luật sư của chúng tôi. Vương Nhị lấy ra một tờ thư luật sư, ném thẳng vào trước mặt Trúc Minh, lạnh lùng nói. Trả 5 tỷ trong vòng 7 ngày, nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Nói xong, Vương Nhị vung tay rời đi, ở công ty còn rất nhiều việc, cô ấy thậm chí còn không thể ý đến Tần Lâm đang ở góc phòng xem kịch. Chủ tịch ngân hàng Tôn nói với vẻ mặt hài hước. Chủ tịch Trúc, ông nghe thấy rồi chứ? Các ông căn bản không thể hoàn trả khoản vay. Tôi cho các ông 24 giờ đồng hồ nghĩ cách, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế thu mau lại công ty các ông, đồng thời tuyên bố phá sản. Chủ tịch ngân hàng Tôn lấy ra một tờ thông báo đặt xuống trước mặt Trúc Minh và quay người rời đi. Nhìn thấy một tờ thông báo và một thư luật sư này, sắc mặt Trúc Minh vô cùng khó coi. Mới trải qua vài ngày tốt đẹp, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, ông ta đã nắm mọi quyền hạn. Từ nay toàn bộ y dược Trúc Thị sẽ là của ông ta có thể hô mưa gọi gió, trở thành một doanh nhân lớn thực sự. Nhưng không ngờ, tình hình bây giờ lại thay đổi lớn như vậy. Tất cả cổ đông đều nhìn Trúc Minh với ánh mắt phức tạp, đây chính là lãnh đạo mới của chúng ta sao? Mới lên nhậm chức ngày đầu tiên thì công ty đã bị phá sản. Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trúc Linh Linh. Cô nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết mới được à? Trúc Linh Linh cười mỉa mai, đây là do ông tự làm tự chịu. Trúc Minh nghiến răng nói, cô muốn như thế nào mới tha cho tôi? Trúc Linh Linh nói, ông hiểu lầm rồi, tôi không muốn gì cả, tôi đã không còn là người nhà họ Trúc nữa rồi, tôi cũng không cần cái công ty này nữa, ông thích thế nào thì tùy. Trúc Minh sững sờ giây lát, vốn tưởng rằng Trúc Linh Linh sẽ nhân cơ hội này tống cổ ông ta, lấy lại quyền cổ đông, nhưng không ngờ, Trúc Linh Linh lại không muốn gì cả. Ý của cô là, cô muốn nhìn công ty này phá sản sao? Tần Lâm cười nói, vừa nãy đã nói rồi mà, chúng tôi chỉ đến xem kịch mà thôi. Trúc Minh trợn to mắt, hơi không dám tin. Trúc Linh Linh, công ty này cũng là tâm huyết của cô. Nếu nó phá sản thì đường thần số 2 của cô cũng không còn nữa. Tần Lâm lạnh nhạt nói, một cái đường thần số 2 thôi mà, chỉ là đơn thuốc tôi tiện tay viết cho Linh Linh, nếu cô ấy muốn loại thuốc này. Thì tôi có thể viết cho cô ấy mấy trăm cái. Lời Tần Lâm chắc chắn không phải chém gió, đường thần số 2 không phải là vô địch, Tần Lâm hoàn toàn có thể viết ra phương thuốc của đường thần số 3, hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sư phụ đang ở bên, nếu như Diệp Hiên Viên ra tay, chắc chắn có thể nghĩ ra phương thuốc nào đó thần kỳ hơn, vậy nên đường thần số 2 này càng chẳng là cái gì cả. Sắc mặt Trúc Minh tái nhợt, nhìn dáng vẻ của Trúc Linh Linh thực sự không có ý giúp đỡ. Vội vàng rút điện thoại ra gọi cho thư lão gia. Alo, thư lão gia, tôi là Trúc Minh, tôi có chút chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Tít tít tít, Trúc Minh còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Trúc Minh vốn dựa vào nhà họ Thư nhưng là dựa vào ông hai nhà họ Thư Kim Liệt,
nhưng bây giờ ông ta chết rồi, Thư lão gia đương nhiên sẽ không quan tâm đến tên hề này. Cái chết của Thư Kim Liệt vốn có liên quan đến Trúc Minh, nếu như không có ông ta mật báo tin tức, nhà họ Thư và nhà họ Hoa cũng đâu đến mức mất một vị công tử. Bị cúp máy như vậy, Trúc Minh mặt xám như tro, lập tức ngồi sụp xuống ghế, cả người như già đi mấy mười mấy tuổi. Xong rồi, xong hết rồi, 5 tỷ của tập đoàn Hiên Viên cộng thêm 5 tỷ vay mượn ngân hàng, tổng cộng 10 tỷ, ông ta đâu có khả năng trả. Đừng nói đến vốn lưu động, dù có bán hết tất cả sản phẩm của công ty thì cũng không được 10 tỷ. Trúc Minh cúi đầu, nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên. Chủ tịch Tôn, không cần đợi đến ngày mai, tôi muốn tuyên bố phá sản ngay hôm nay, Y Dược Trúc Thị đều thuộc về ngân hàng. Tất cả cổ đông đều vô cùng kích động. Chủ tịch Trúc, ông có ý gì vậy, cổ phiếu của chúng tôi thì sao? Trúc Minh, đây là số tiền tôi tích góp cả đời, mấy trăm nghìn cổ phiếu bị ông làm mất hết rồi. Trúc Minh, mẹ kiếp A còng thăng phần trăm, tôi liều mạng với ông. Rất nhiều cổ đông đều sống dựa vào cổ phần của Y Dược Trúc Thị, lúc trước dưới tay Trúc Linh Linh, mỗi năm họ nhận được một khoản lợi tức lớn, đủ để sống dư giả, nhưng bây giờ, không chỉ không có lợi tức mà ngay cả tiền vốn cũng không còn. Tên Trúc Minh này vừa tiếp nhận công ty chưa đến 7 ngày đã khiến công ty bị phá sản, đúng là một tên phế vật. Rất nhiều cổ đông đều kích động, xông thẳng vào đánh Trúc Minh, Trúc Linh Linh đứng đằng sau quay đầu đi, cô không muốn nhìn thấy cái cảnh này. Cô rất có cảm tình với công ty này, đóng góp rất nhiều nhưng như Tần Lâm đã nói, mấy người nhà họ Trúc vốn không biết biết ơn mà báo đáp. Trúc Minh bị đánh gần chết, cổ đông mệt mỏi vô cùng, yên lặng một lúc. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trúc Linh Linh, ai ai cũng hy vọng cô có thể làm gì đó. Tổng Giám Đốc Trúc, cô đưa chúng tôi theo với. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trúc vẫn đáng tin hơn, tên Trúc Minh này đúng là bẫy chúng tôi mà. Tổng Giám Đốc Trúc, tôi không muốn đi. Mọi người đều nhớ đến Trúc Linh Linh hồi trước, so với Trúc Minh, ông ta chẳng là cái gì cả. Trúc Linh Linh mỉm cười nói. Được, nếu mọi người đã muốn theo tôi. Tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ, xây dựng lại Y Dược Văn Hòa, cổ phần của cổ đông sẽ không thay đổi. Mọi người lập tức vui mừng. Tổng Giám Đốc Trúc vạn tuế. Trúc Minh nghe thấy tiếng đám cổ đông đang hoan hô, lập tức nổi trận lôi đình, khó khăn đứng dậy. Trúc Linh Linh, cô đúng là mơ tưởng hão huyền rồi, cô nghĩ cô là ai, xây lại một cái công ty khó khăn thế nào. Cô cho rằng bây giờ tập đoàn Hiên Viên, tập đoàn Mạnh Thị còn dư tiền để đầu tư cho cô chắc. Mặc dù bây giờ tập đoàn Hiên Viên và tập đoàn Mạnh Thị đang hồi phục nhưng bọn họ cũng chỉ trong trạng thái mới hồi phục mà thôi, đừng nói đến một tỷ, bây giờ dù là mấy trăm triệu thôi cũng khó có thể rút ra đầu tư cho Trúc Linh Linh. Những cổ đông đang ngồi ở đây chỉ có một bộ phận nhỏ là cổ đông của Y Dược Văn Hòa, đa phần đều là cổ đông của Y Dược Trúc Thị, lúc trước có thêm bà cụ và Trúc Minh, thêm nhiều cổ đông đi kèm, muốn hồi phục phải cần ít nhất 10 tỷ. Hơn nữa 10 tỷ này nhất định phải trả được trong một lần mới có thể đầu tư sản xuất, công ty mới có thể hồi phục hoạt động, Trúc Linh Linh lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Trúc Linh Linh cười khẩy, chuyện của tôi không cần ông lo, nếu như ông có thời gian thì mau làm thủ tục phá sản đi. Trúc Minh tức kinh người, ông ta không tin, Trúc Linh Linh lại có bản lĩnh lớn như vậy, một người mà có thể chèo chống được cả một công ty lớn như thế. Trúc Minh đến ngân hàng, hoàn thành xong thủ tục phá sản. Bây giờ tất cả đồ đạc của công ty đều thuộc về ngân hàng, theo trình tự bình thường, ngân hàng sẽ tiến hành bán đấu giá, có điều chủ tịch ngân hàng Tôn biết Trúc Linh Linh có ý định mua lại, vậy nên mới hỏi một phen. Dù sao công ty lớn như vậy cũng không dễ bán, dù có bán giá thấp thì cũng chả ai lấy ra được mấy trăm triệu để mua cả. Chủ tịch ngân hàng Tôn và Trúc Minh trở về công ty, lần này Trúc Minh đến để xem kịch, bây giờ công ty đã chẳng có liên quan gì đến ông ta nữa. Nhưng ông ta muốn xem, Trúc Linh Linh này giải quyết nhiều cổ đông như vậy bằng cách nào. Chủ tịch ngân hàng Tôn đến chỗ Trúc Linh Linh, hỏi. Tổng Giám Đốc Trúc, cô có muốn mua lại Y Dược Trúc Thị không? Có, bao nhiêu tiền, ông ra giá đi. Theo giá thị trường ít nhất phải 1,5 tỷ. Không thành vấn đề. Tổng Giám Đốc Trúc hào phóng ghê, vậy khi nào có thể giao tiền? À, xin ông đợi một chút. Nghe thấy Trúc Linh Linh hơi do dự, Trúc Minh cười khẩy. Chủ tịch Tôn, ông đừng nghe nó nói, nó chỉ giả vờ thôi, nó lấy đâu ra 1,5 tỷ. Mà dù có 1,5 tỷ thì lấy được cái vỏ rỗng này thì có tác dụng gì? Chẳng qua nó muốn đùa chúng ta thôi.
Lời Trúc Minh vừa dứt, cửa phòng hội nghị được đẩy ra, lão bố Phùng đi vào. Xin hỏi, cô là cô Trúc Linh Linh phải không ạ? Trúc Linh Linh sững sờ, không sai, là tôi, ông là nhà đầu tư đó à? Lúc trước Tần Lâm từng bảo Trúc Linh Linh phải xây dựng lại công ty, chuyện nhà đầu tư không cần lo, không ngờ lại là nhà đầu tư nước ngoài. Lão bố Phùng nói, không sai, tôi là thủ tướng lão bố Phùng của nước Y, vì tôi đến vội quá nên không mang nhiều tiền mặt, chỉ có 20 tỷ ở đây, coi như là khoản đầu tư kỳ đầu, tôi gửi cho cô trước nhé. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. 20 tỷ, mà còn là đầu tư kỳ đầu. Mẹ kiếp, tên này giàu quá. Chém gió à, 20 tỷ tiền mặt, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ông chưa nghe qua à, là thủ tưởng của nước Y đó. Ông không biết nước Y à, đất nước của dầu mỏ đó, người ta chỉ bán dầu mỏ thôi đã giàu lắm rồi. Chẳng trách, ông xem tay ông ta toàn nhẫn đá quý, nhìn đồng hồ của ông ta kìa, vừa nhìn là biết là người siêu giàu. Với khí chất này, việc lão bố Phùng tùy tiện lấy ra 20 tỷ như vậy cũng có vẻ hợp lý. Lão bố Phùng liền cầm chi phiếu lên đưa qua, đúng lúc chủ tịch ngân hàng Tôn đang ở đây, chi phiếu không thể là giả được, hơn nữa có phải ngân phiếu khống không thì cha liền biết. Chủ tịch ngân hàng Tôn cầm chi phiếu, xem qua liền hài lòng gật đầu. Chi phiếu có hiệu lực, chúng ta ký hợp đồng nhé. Được. Nghe thấy câu chi phiếu có hiệu lực, tất cả mọi người đều hét lên. 20 tỷ. Quy mô công ty lúc trước chỉ có giá thị trường cùng lắm là 10 tỷ. Bây giờ tăng gấp đôi, quy mô của công ty chắc chắn cũng sẽ tăng gấp đôi, quan trọng nhất là Tổng Giám Đốc Trúc đáp ứng bọn họ sẽ giữ nguyên cổ phiếu của bọn họ, đây là lợi ích lớn nhất. Thực ra Tổng Giám Đốc Trúc hoàn toàn không cần làm vậy, bởi vì bọn họ bị phá sản rồi, tiền cũng bị Trúc Minh lấy hết rồi, dù không đưa đồng nào cũng không ai dám nói gì. Nhưng Trúc Linh Linh vẫn cho bọn họ nhiều cổ phần như vậy, cổ đông có đến gần 5 tỷ cổ phần, chuyện này khiến cho mọi người vô cùng kính nể cô ấy. Sau này tôi nhất định sẽ theo Tổng Giám Đốc Trúc, có đánh chết cũng không đổi chỗ khác. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trúc vẫn đáng tin nhất. Sau này công ty chúng ta tên là Y Dược Văn Hòa à? Trúc Linh Linh gật đầu, sau này công ty sẽ đổi tên thành Y Dược Văn Hòa, tôi là người đứng đầu, mấy người hãy nhớ kỹ, không được cho người ngoài vào. Nói xong, Trúc Linh Linh nhìn Trúc Minh. Người ngoài mà cô ấy nói là ai, đương nhiên rất rõ ràng, là tất cả người nhà họ Trúc. Trước kia, công ty là của nhà họ Trúc, là doanh nghiệp gia đình, mọi người đều là lãnh đạo. Nhưng hiện nay, công ty chỉ có một mình Trúc Linh Linh, không có liên quan gì với bất kỳ ai khác. Trúc Minh đứng bên cạnh nhìn, trợn tròn mắt, Trúc Linh Linh, cô đang diễn kịch với tôi à, cô lấy đâu ra một tên người nước ngoài đến lừa mọi người vậy? Trúc Linh Linh cười khẩy, Trúc Minh, ông không có tư cách để đứng ở trong phòng họp, mời ông đi ra. Đúng, cút đi. Mấy người đàn ông liền lôi Trúc Minh ra ngoài, rồi thiện tay vứt xuống cầu thang. Trúc Minh hét lớn, mấy người làm gì vậy, tôi là chủ tịch Trúc, mấy người điên à, dám ra tay với tôi. Trúc Minh bị vứt ra ngoài xong, mọi người bắt đầu bận rộn đăng ký lại công ty Y Dược Văn Hòa. Hơn nữa trực tiếp đưa lên sàn. Nhà họ Trúc vốn chưa từng đưa công ty lên sàn, bởi vì lo vấn đề tài chính, nhưng bây giờ không cần lo nữa. Có sự giúp đỡ của lão bố Phùng nước Y, giá trị cổ phiếu của Y Dược Văn Hòa luôn cao. Trúc Minh về đến nhà, nhìn thấy bà cụ, sững sờ. Mẹ, mặt mẹ làm sao thế? Bà cụ trợn mắt nhìn ông ta, không sao cả, công ty thế nào rồi? Sắc mặt Trúc Minh cứng đờ, sau đó liền quỳ xuống, mẹ, con xin lỗi, công ty, phá sản rồi. Hai mắt bà cụ tối sầm, suýt nữa ngất đi. Con nói cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trúc Minh kể qua một lần mọi chuyện, bà cụ càng nghe mặt càng đen. Con nhãi Trúc Linh Linh này lấy đâu ra nhiều mối quan hệ như vậy? Không đúng, không phải nó, mà là Tần Lâm. Lúc này bà cụ mới phản ứng lại, những mối quan hệ và mấy biện pháp kia nhất định do Tần Lâm đưa cho cô ấy. Trúc Minh nhíu mày, Tần Lâm lợi hại đến vậy sao? Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa lớn. Lúc trước nhà họ Tần mạnh như vậy, chúng ta đương nhiên không thể tưởng tượng nổi bọn họ có bao nhiêu mối quan hệ bí mật, tên họ Tần này chắc cũng giữ lại vài cái. Không được, công ty này là do mẹ thành lập, không thể để cho bọn họ ngồi không hưởng lộc được, đi cùng mẹ, mẹ không tin, người trong công ty sẽ nghe lời nó.
Bà cụ không tin những nhân viên do chính tay bà đưa lên, làm việc cùng bà mấy chục năm, chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở thành trợ thủ của Trúc Linh Linh. Trúc Minh cũng không có cách nào, lái xe đưa bà cụ đến công ty, trong lòng vẫn có chút ảo tưởng, dù sao đây cũng là bà cụ, là người có quyền nhất trong nhà, chắc bọn họ sẽ nể mặt. Đến cổng công ty, hai bảo vệ chặn bọn họ lại. Xin lỗi, xin hỏi có hẹn trước không? Trúc Minh trợn mắt, anh mù à? Ngay cả bà cụ cũng không nhận ra. Bảo vệ đương nhiên nhận ra, anh ta nhận ra Trúc Minh, nhận ra cả bà cụ, nhưng lúc nãy Trúc Linh Linh vừa mở cuộc họp, không cho phép người không phận sự vào trong, đặc biệt là mấy người nhà họ Trúc, bọn họ và công ty đã không còn có quan hệ với nhau nữa rồi, họ chính là người không phận sự. Bảo vệ nói, Chủ tịch Trúc đã nói rồi, không có hẹn trước, người ngoài không được vào, mời hai vị đi về. Bà cụ đỏ bừng mặt, tức điên người, tay nắm chặt quải trượng đến mức hơi trắng bệch. Chết tiệt, ngay cả tôi cũng không cho vào á. Bảo Trúc Linh Linh cút ra đây gặp tôi. Nhìn thấy bà cụ nổi giận, anh ta do dự một chút nhưng vẫn gọi điện cho phòng làm việc của chủ tịch. Alo, chủ tịch Trúc phải không ạ? Lão phu nhân đang đứng ngoài cửa muốn đi vào. Trúc Linh Linh lạnh lùng nói, không có hẹn trước, không gặp, tôi đã nói rồi, người không phận sự không được phép đi vào. Vâng thưa chủ tịch Trúc. Có được câu trả lời của chủ tịch Trúc, bảo vệ đương nhiên cứng hẳn, đổi sang dáng vẻ lạnh lùng nói. Chủ tịch Trúc đã nói rồi, người không phận sự không được vào, mời hai vị rời đi. Sắc mặt bà cụ vô cùng khó coi, thở sâu cố gắng làm dịu cơn tức giận. Chết tiệt, chết tiệt. Bà cụ cầm điện thoại lên, gọi cho mấy trợ thủ đắc lực của mình. Tiểu Vương, bây giờ tôi đang ở dưới công ty, bọn họ không cho tôi vào, cậu xuống đón tôi đi. Lão phu nhân, xin lỗi bà, không phải tôi không muốn đón bà mà vì công ty đã không còn liên quan đến mấy người nữa, mấy người nên về đi. Cái gì, đây là công ty của tôi, sao không có liên quan đến tôi nữa? Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Ha ha, lão phu nhân, bà còn chưa hiểu à? Y Dược Trúc thị của mấy người phá sản rồi, cả công ty bị ngân hàng cưỡng chế thu hồi, bây giờ Trúc Linh Linh với chúng tôi đã thành lập công ty mới, được rồi, không nói nữa. Tôi phải làm việc đã. Nói xong liền cúp máy. Bà cụ đứng đó trợn tròn mắt. Không thể nào ngờ, trợ thủ đắc lực của bà, người mà bà một tay nâng đỡ lại đối xử với bà như vậy. Bà cụ đứng ở cổng, đứng tròn nửa tiếng đồng hồ. Nhân viên bên trong vẫn ăn cơm, làm việc, bận rộn, đi đi vào vào như bình thường. Nhìn thấy hai người bọn họ thì cứ như thấy vật xui xẻo vậy, coi như không thấy. Cho dù lúc trước bọn họ có đích thân nâng đỡ mình đi chăng nữa thì cũng không đếm xỉa đến. Loại cảm giác này khiến bà cụ lòng xám như cho, công ty này thực sự không còn quan hệ gì với bà nữa sao? Y Dược Trúc thị tàn đời rồi. Sau này ở Đông Hải không còn Y Dược Trúc thị nữa, mà thay vào đó là Y Dược Văn Hòa thuộc về Trúc Linh Linh. Bên Trúc Linh Linh đã xử lý xong, Tần Lâm đến phố Đông Y, lúc này phố Đông Y đang bị một đám người vây lại, không ai ra vào được. Cơ thể Tần Lâm linh hoạt, chen vào trong nhìn thấy Trịnh Bình Long cầm một cây đoản côn, đang bảo vệ Diệp Vãn Nhi và Khổng Phàm Lâm. Ba người đứng trước cửa y quán Hiên Viên, bên trong bị đập nát như tương. Tất cả các tủ thuốc đều bị đập nát, những loại thuốc đông y quý giá bên trong đều bị lấy mất, còn những loại rẻ tiền thì vứt đầy trên mặt đất tạo thành một đống lộn xộn. Tần Lâm thấy vậy, vẻ mặt liền trầm xuống, y quán Hiên Viên là tâm huyết của anh. Bây giờ bị người ta phá hoại như thế này đương nhiên trong lòng anh vô cùng tức giận. Tránh ra! Một tiếng hét chói tai vang lên làm mọi người đều sợ hãi, tự động tránh sang một bên để tạo thành một lối đi. Tần Lâm bước tới, Diệp Vãn Nhi và những người khác mừng rỡ. Anh Tiểu Lâm, anh không sao là tốt rồi. Tần Lâm gật đầu, quay người lại, nhìn đám người đang đập phá, lạnh lùng nói. Ai bảo các người đến đây phá dỡ y quán? Một người đàn ông đứng dậy, trong tay đang cầm một chiếc búa nói, tôi là đội trưởng đội phá dỡ Ngô Phong, chúng tôi là người của bất động sản Lâm Khoa, chúng tôi muốn thu hồi căn phòng này. Tần Lâm cười lạnh, bất động sản Lâm Khoa, căn phòng này tôi đã trả tiền hết rồi, các người có tư cách gì để thu hồi? Ngô Phong ngây người một lát, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Anh nói trả hết rồi sao? Có bằng chứng không? Nói cho anh biết, đừng có cản tôi. Nếu không lát nữa anh có bị thương tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, Ngô Phong vùng búa lên, hù dọa mọi người. Chiếc búa vung tới trước mặt Tần Lâm,
mặt anh không biết sắc, đột nhiên giơ tay ra, bắt lấy chiếc búa, mạnh mẽ bẻ chiếc búa sắt to bằng cánh tay thành hai đoạn. Cảnh tượng trước mặt đúng là khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt, ai cũng trợn mắt há miệng không tin vào mắt mình. Tần Lâm ném chiếc búa xuống đất kêu uỳnh uỳnh, dọa mọi người đều lùi về sau nửa bước. Đỉnh vãi trưởng, búa sắt to như vậy, mà dùng tay không bẻ gãy. Sắc mặt Ngô Phong trắng bệch, không ngờ lại động phải nhân vật ghê gớm như vậy. Anh, chấm ANS đừng có làm loạn, chúng tôi là người của Bất Động Sản Lâm Khoa đấy. Tần Lâm cười lạnh, Bất Động Sản Lâm Khoa sao, tôi lại rất tò mò, đây rõ ràng là căn phòng tôi đã mua và trả hết tiền rồi, Bất Động Sản Lâm Khoa các người có tư cách gì để thu hồi. Nói xong Tần Lâm gọi cho Hàn Niệm Anh một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong mọi việc, Hàn Niệm Anh nổi trận lôi đình. Bất Động Sản Lâm Khoa mặc dù là một công ty bất động sản riêng, nhưng cũng có cổ phần khống chế trong tay, có nghĩa là bọn họ không phải là ông chủ nhưng vẫn thuộc sự quản lý của Hàn Niệm Anh. Đúng là to gan thật, tiểu sư huynh chờ một chút, tôi sẽ đi xử lý ngay. Nếu là chuyện khác thì Hàn Niệm Anh cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng chuyện y quán của tiểu sư huynh, y quán Hiên Viên là đại diện cho sư phụ. Y quán của sư phụ vậy mà lại bị người ta phá hủy. Mấy người này không muốn sống nữa sao? Hàn Niệm Anh gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lâm Khoa. Alo, Chủ tịch Hà có gì dặn dò sao? Họ Lâm kia, con mẹ nó ông có muốn làm nữa không? Tổng Giám Đốc Lâm Khoa chính là Lâm Bất Phàm, ông ta nghe xong câu này liền sợ tới mức run lẩy bẩy. Bình thường Hàn Niệm Anh rất ít khi mắng chửi người khác, lần này tức giận như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ tịch Hà, có chuyện gì vậy? Xin bà bớt giận. Có gì từ từ nói. Sau khi nghe Hàn Niệm Anh nói xong, Lâm Bất Phàm chau mày lại, trong lòng cùng đang bùng lên cơn lửa giận. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi xử lý ngay, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ cho bà một câu trả lời thuyết phục nhất. Đám người này đúng là muốn chết mà, lại dám đắc tội với khách quý của Chủ tịch Hà. Bất Động Sản Lâm Khoa của ông ta ở Đông Hải rất đỉnh, nhưng tại sao lại phát triển được như vậy chứ? Nếu không có liên minh của Hàn Niệm Anh, thì Lâm Khoa bọn họ là cái thá gì chứ? Lâm Bất Phàm vốn còn một cuộc họp nữa, vừa nghe có chuyện này liền hủy cuộc họp khiến mấy vị lãnh đạo đều ngẩn người ra, ông ta bảo tài xế chạy xe nhanh đến phố Đông Y. Lâm Bất Phàm nhanh chóng tới phố Đông Y, píp píp, hai tiếng là tất cả mọi người đều tránh ra để tạo thành một lối đi, bởi bọn họ biết chiếc xe này là xe của Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Lâm Khoa. Trên mặt Ngô Phong lộ ý cười, lần này có lãnh đạo đến rồi, hắn lại có thêm động lực rồi. Tổng Giám Đốc Thư bảo hắn dỡ bỏ y quán Hiên Viên, Tổng Giám Đốc Thư và Bất Động Sản Lâm Khoa có quan hệ tốt, nên không thể vì y quán nhỏ này mà đắc tội với Tổng Giám Đốc Thư được. Sau khi Lâm Bất Phàm xuống xe, Ngô Phong có chút ngạc nhiên, vốn tưởng chỉ phái một Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc xuống thôi, không nhờ Tổng Giám Đốc Lâm lại đích thân xuống. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là Ngô Phong ở bộ phận công trình, ngài gọi tôi Tiểu Ngô là được. Mặt Lâm Bất Phàm trầm xuống, chính cậu là người cưỡng chế dỡ bỏ nơi này. Ngô Phong gật đầu, đúng vậy Tổng Giám Đốc Lâm, Tổng Giám Đốc Thư có nói là phải. Bốp! Không đợi hắn nói hết, Lâm Bất Phàm đã giáng một cái tát xuống mặt Ngô Phong. Tổng Giám Đốc Thư, cậu là người của Bất Động Sản Lâm Khoa hay là người của Tập đoàn Thư Thị? Ngô Phong ôm mặt hoang mang. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng ta và nhà họ Thư không phải là hợp tác mật thiết sao? Tổng Giám Đốc Thư không phải anh em của ngài sao? Láo toét. Lâm Bất Phàm lại tát hắn thêm một cái nữa khiến hắn hộc máu ra luôn. Lâm Bất Phàm vô cùng tức giận, trợn trừng hai mắt nổi giận đùng đùng, quan hệ giữa ông ta và nhà họ Thư cũng chỉ bình thường thôi. Chỉ là tình hữu nghị thể hiện bên ngoài thôi, dám ra tay với Bất Động Sản Hà Thị, bọn họ đúng là muốn chết mà. Nhà họ Thư muốn chết thì tuyệt đối đừng có kéo theo ông ta. Chủ sở hữu đã trả hết số tiền, cậu có tư cách gì để cưỡng chế dỡ bỏ? Người như cậu không xứng được làm việc ở công ty chúng tôi, cậu bị đuổi việc rồi, cậu và thuộc hạ của cậu cút đi ngay cho tôi. Vẻ mặt Ngô Phong biến sắc, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi sai rồi, xin ông đừng đuổi việc tôi, Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Bất Phàm tất nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa, vì người như hắn mà suýt nữa thì khiến ông ta đắc tội với Hà Niệm Anh. Nếu Chủ tịch Hà giận cá chém thất sang ông ta thì đúng là lợi bất cập hại. Cậu Tần, tôi là Tổng Giám Đốc của Bất Động Sản Lâm Khoa, đây là danh thiếp của tôi, chuyện hôm nay thực sự xin lỗi cậu,
sau này cậu cần dặn dò điều gì thì cứ liên lạc với tôi là được. Cậu yên tâm, cho tôi thời gian 5 ngày, không, 3 ngày, tôi sẽ sửa lại y quán này, chắc chắn sẽ sang trọng hơn cả lúc trước. Tần Lâm gật đầu, thái độ của Lâm Bất Phàm cũng được, mặc dù đến sau nhưng ít nhất cũng bày tỏ được lòng thành. Lần này nếu Tần Lâm không về thì e rằng Đông Hải sẽ xảy ra chấn động mất. Ba người Trịnh Bình Long, Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi có chút không yên tâm, dù gì y quán đóng cửa bọn họ cũng chẳng có việc gì làm, cho nên cũng ở đây giám sát, Diệp Vãn Nhi đi mua thêm vài loại dược liệu. Tần Lâm thì lại một mình lái xe trở về Trang Viên Thanh Mai. Anh xảy ra chuyện, e rằng Trang Viên Thanh Mai cũng sẽ không bình yên. Vừa rồi, bất động sản Hà Thị bị công kích nặng nề, chuyện ở Trang Viên Thanh Mai đương nhiên chẳng có ai xử lý. Đi đến trước cửa, mấy người bảo vệ chặn Tần Lâm lại. Đây là trang viên tư nhân, cấm vào. Tần Lâm cười lạnh, mấy người bảo vệ cũng đổi luôn rồi, tác phong cũng nhanh nhẹn đấy. Bảo vệ trước đây đều biết đến Tần Lâm, nhưng mấy gương mặt mới này ngoài chủ nhân mới ra thì e là không biết ai nữa. Tần Lâm rất tò mò xem ai là người ở đây. Tôi là bạn của chủ nhà, thông báo giúp tôi một tiếng. Hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi cầm bộ đàm thông báo, vài giây sau liền nói. Mời anh vào. Bảo vệ đưa Tần Lâm vào bên trong, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình ở bên trong, giống như mấy bài nhảy trên ba vậy. Tần Lâm trầm mặt xuống, nhẫn nhịn đi vào trong sân. Khoảng sân vốn có phong cách rất cổ xưa, bây giờ đã bị thay đổi hoàn toàn. Hồ nhỏ đã bị sửa thành bể bơi, xung quanh nào là bóng bay, bánh kem, âm nhạc, bàn ăn đủ các thể loại. Đây là một party bể bơi. Không ít các cô gái đẹp mặc bikini đi qua đi lại, trên tay họ cầm rượu hoặc bánh kem, còn có cả vài cô đi qua cũng đưa mắt trêu ghẹo Tần Lâm. Một thanh niên đeo kính râm đang nằm trên chiếc ghế ở cạnh hồ bơi phơi nắng, xung quanh có mấy người đẹp đang bưng hoa quả và rượu ngon hầu hạ, thỉnh thoảng lại dùng cơ thể cọ sát, đúng là cuộc sống sung sướng. Tần Lâm bước lên phía trước, nhìn tên nhóc trước mặt, cười lạnh. Anh là Thư Nguyên Vũ sao? Tên Thư Nguyên Vũ này theo vai vế mà nói thì lớn hơn Tần Lâm một lứa, là đời thứ hai nhà họ Thư, là người bé nhất trong số đó, trước đây Tần Lâm còn phải gọi một tiếng chú. Nhưng tuổi của gã cũng không lớn lắm, tầm 30 tuổi, chỉ lớn hơn Tần Lâm có vài tuổi, có thể coi là công tử bột của nhà họ Thư, chẳng có bản lĩnh gì, suốt ngày rượu chè be bét. Thư Nguyên Vũ gỡ kính râm xuống, nhìn thấy Tần Lâm liền lập tức co đồng tử lại. Cậu chưa chết. Sau khi Thư Kim Liệt chết, gã trở thành đời thứ hai có địa vị nhất, thậm chí sau này còn có hy vọng có thể thừa kế nhà họ Thư trở thành chủ nhân đời tiếp theo nữa. Mà hơn nữa bây giờ tình hình Đông Hải đã định sẵn, nhà họ Thư rực rỡ lại sắp khôi phục lại huy hoàng năm đó, vậy thì sau này gã sẽ trở thành bá chủ của Đông Hải rồi. Tàn dư của nhà họ Tần làm gì có cửa mà ở trong trang viên lộng lẫy như thế này chứ? Cho nên ngay sau khi biết tin Tần Lâm đã chết, Thư Nguyên Vũ lập tức chiếm lấy nơi này, suốt ngày ăn chơi rượu chè gái gú. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, nhà họ Thư các người vẫn còn sống thì sao tôi lại vội chết chứ? Nói xong Tần Lâm nhẹ nhàng vỗ vào vai Thư Nguyên Vũ. Bàn tay đặt nhẹ xuống vai gã nhìn như gió thoảng mây bay nhưng năm ngón tay bóp một cái, Thư Nguyên Vũ lập tức kêu lên thảm thiết. A, cơn đau trên vai khiến hắn vô cùng đau đớn, cả người đổ mồ hôi. Những người đẹp xung quanh đều bị dọa sợ, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Cút hết đi. Tần Lâm ra lệnh, bọn họ như được ban đại xá, tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy mất. Chớp mắt một cái chỉ còn lại Thư Nguyên Vũ. Thư Nguyên Vũ hét lớn, bảo vệ đâu? Con mẹ nó chúng mày chết hết rồi à? Bốn người bảo vệ nghe thấy liền chạy đến, trong tay cầm côn điện xông về phía Tần Lâm, chỉ thấy Tần Lâm lấy từ trong túi ra mấy cây kim bạc, phóng một cái. Mấy người bảo vệ đột nhiên ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, giống như vừa bị trúng đạn. Thư Nguyên Vũ nhìn thấy cảnh này lập tức hoang mang, tên nhóc họ Tần này rốt cuộc bị làm sao vậy? Không phải chỉ là một bác sĩ thôi sao? Bác sĩ sao lợi hại thế? Cây kim bạc mà cũng có thể làm ám khí, làm người khác bị thương mà không cần chạm vào. Tần Lâm nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thư Nguyên Vũ, thản nhiên cười. Có hứng thú với kim bạc của tôi không? Được. Có thể cho anh trải nghiệm một chút. Nói xong, Tần Lâm lại lấy ra hai cây kim bạc nữa, cổ tay xoay một cái, đã đâm vào hai chân của gã. Vừa rồi bị Tần Lâm bóp vai,
gã cứ tưởng đấy là cơn đau đớn nhất trên đời này rồi. Cho đến lúc kim bạc của Tần Lân đâm vào đầu gối gã thì Thư Nguyên Vũ mới biết cái gì mới là đau đớn thực sự. Loại đau đớn thấy thấu xương này khiến gã không thể chịu đựng được, cả người co rúm lại, vô số lần muốn ngất đi nhưng vì cơn đau quá dữ dội nên khiến gã tỉnh táo trở lại. Đây mới thực sự là chết đi sống lại, bị giày vò giữa ranh giới của hôn mê và tỉnh táo. Chỉ trong vòng 10 phút, hai chân của Thư Nguyên Vũ đã hoàn toàn mất đi cảm giác, giống như bị bại liệt vậy. Nhưng gã lại cảm thấy có chút gì đó giải thoát, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm vỗ vai Thư Nguyên Vũ, lần này không hề có ý muốn giày vò gã, chỉ là vỗ nhẹ mà thôi. 10 năm trước, anh cũng chỉ có 10 mấy tuổi, cái chết của nhà họ Tần cũng không thể đổ lên đầu anh, cho nên tôi tha cho anh một mạng. Bây giờ quay về thông báo cho bố anh, bảo ông ta sắp xếp hậu sự, 3 ngày sau tôi sẽ đến lấy mạng của ông ta. Cút đi. Tần Lâm nói xong, Thư Nguyên Vũ như chút được gánh nặng, lật người lại từ trên ghế xuống bò trên mặt đất. Hai chân không thể động đậy được, Thư Nguyên Vũ chỉ có thể dùng tay đẩy cơ thể về phía trước, gã được nuông chiều từ bé, chỉ mặc mỗi cái quần bơi, bò được mấy mét đã bị ma sát đến mức chảy máu ra, gã chịu nổi sao. Về đến nhà, Tần Lâm lại gọi một cuộc điện thoại cho Đoàn Bảo Đông, nhưng lại không gọi được. Lẽ ra về đến nhà việc đầu tiên là phải gọi cho bọn họ, nhưng nghĩ tới việc Đoàn Bảo Đông và thuộc hạ của Bùi Lương đều khá nhiều nên chắc không xảy ra chuyện gì đâu, cho nên sau cùng mới gọi điện thoại cho bọn họ. Nhưng mà đều không gọi điện được cho hai người, điều này khiến Tần Lâm có chút lo lắng. Điện thoại của Long Ích Huy cũng thế, tất cả đều không gọi được. Tần Lâm cũng hết cách, chỉ có thể chuẩn bị ra ngoài tìm, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho sư phụ trong biệt thự, Tần Lâm một mình ra ngoài. Tìm ở những nơi Đoàn Bảo Đông hay đi có lẽ sẽ có chút manh mối, dù gì thì đệ tử của hai người bọn họ có mấy trăm người lân, không thể biến mất hết được. Lúc này, ở vùng ngoại ô phía tây Đông Hải, nơi giao nhau với tỉnh Lỵ, ở một khu ổ chuột, ở đây tập hợp rất nhiều ăn xin, mặc quần áo rách dưới, người ngợm bẩn thỉu, còn có không ít những người khuyết tật cũng tập hợp ở đây. Ăn xin cũng là một ngành nghề, bọn họ cũng là một xã hội nhỏ, người mới cũng phải tuân theo một số quy tắc. Cùng ngành là kẻ thù, đây chính là luật bất thành văn rồi. Một người ăn xin cao to vạm vỡ đứng dậy, bình thường hắn không ra ngoài ăn xin, bởi cơ thể vạm vỡ như hắn người ta cũng khó thông cảm. Nhưng hắn là người quản lý đám ăn xin ở đây, tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn. Thấy có 3 người mới đến, tên ăn xin này tiến tới, đá chân nhẹ một cái. 3 người mới tới hả, tên gì? Một người trong số đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sát ý, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Tôi là Long Ích Huy. Đúng vậy, 3 người ăn mày mới đến này chính là Long Ích Huy, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương. Sau khi tỉnh Lỵ xảy ra chuyện, 3 người bọn họ đều sập bẫy, bị một thế lực mới đến tỉnh Lỵ trừng trị vô cùng thảm thương. Lão đại mới đến tỉnh Lỵ tên là Cao Thâm, vốn đã có tiếng ở tỉnh Lỵ nhưng không ngờ hắn dám chen chân vào địa bàn Đông Hải. Đánh bọn họ trở tay không kịp, nên 3 người mới rơi vào bước đường này. Chân của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương bị đánh gãy, bây giờ chân của bọn họ không thể đi được nữa, chỉ có thể quỳ dưới đất. Dù gì cũng là lão đại một phương, bây giờ lại bị buộc phải đi ăn xin, đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng cũng hết cách, tên Cao Thâm kia bắt 3 người bọn họ đến đây ăn xin, người nhà bọn họ bị uy hiếp, nếu hành động thiếu suy nghĩ thì Cao Thâm sẽ ra tay tàn nhẫn, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Mặc dù trước khi vào ngành này bọn họ cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng bọn họ không thể trừng mắt nhìn người thân và đệ tử bị người ta giết hại. Lúc này Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương đang quỳ bất động dưới đất, hai chân hoàn toàn không còn cảm giác, e là phần đời còn lại bại liệt hoàn toàn rồi. Long Ích Huy nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng đau khổ, muốn phản kháng như lại không dám ra tay. Tên ăn xin kia cười khẩy, nhớ tên tao này, tao tên Lưu Khoa, sẽ là đại ca sau này của chúng mày. Tiền chúng mày kiếm được sẽ đưa cho tao trước, sau đó tao xem tình hình rồi đưa lại cho chúng mày. Long Ích Huy trao mày lại, tại sao? Đại trượng phu phải biết thay đổi theo tình hình, lúc làm đại ca cũng phải kiếm cơm, nhưng bọn họ phải sống, cho dù làm ăn xin cũng phải có cơm ăn. Tên Lưu Khoa này thật quá đáng, dám cướp đi tiền của bọn họ. Lưu Khoa hừ một tiếng, đạp một phát vào đầu Long Ích Huy. Con mẹ nó dám hỏi tại sao à? Tại tao là đại ca, làm sao, có phục không? Long Ích Huy siết chặt nắm đấm,
trước đây loại người như thế này còn không có tư cách để nói chuyện với ông ta, không ngờ bây giờ loại người này lại có thể trèo lên đầu ông ta. Đoàn Bảo Đông hạ giọng nói, Tiểu Long, hảo hán không khuất phục, đừng vội. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Đoàn Bảo Đông thật ra cũng rất lo lắng, dù gì bây giờ hai chân của ông ta cũng đã bị gãy rồi, nếu còn lành lặn thì nói không chừng vẫn có thể phản kháng lại được. Nhưng bây giờ, Hai, nếu có cậu Tần ở đây thì tốt quá. Long Ích Huy thở dài một hơi, thủ đoạn của tên cao thâm này vô cùng độc ác, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều trợ thủ, cho dù có cậu Tần ở đây, e là cũng bất lực. Bùi Lương cũng thở dài một hơi, thắng làm vua thua làm giặc, làm ngành này phải để não ở lưng quần, tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Ba người sụt sịt với nhau, vậy mà đã đến tối. Lưu Khoa và những người khác đứng dậy đi về nhà, đúng vậy, ăn xin ở đây cũng đều có nhà của mình, năm nay đi ăn xin còn nhiều tiền hơn đi làm, mua nhà mua xe chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Bùi Lương ba người bọn họ không như vậy, bọn họ chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, trên người không có một đồng, chân đau như muốn chết đi sống lại. Anh Đông, Bùi đại ca, hai người ngủ một chút đi, tôi không buồn ngủ, tôi canh đêm cho. Thói quen nghề nghiệp, Long Ích Huy vẫn canh cho hai vị đại ca ngủ. Trong lúc Long Ích Huy đang buồn ngủ, một bóng người từ xa tiến lại, bóng người bị đèn đường chiếu lên kéo dài, nhìn vô cùng vạm vỡ. Long Ích Huy đứng lên đầy cảnh giác, móc mảnh gạch vụn bên người ra, nắm chặt trong tay. Nhưng lúc bóng người đó bước đến, Long Ích Huy lại trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Cậu Tần! Một câu, cậu Tần, cũng khiến Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương hoảng hốt bật dậy, trợn tròn mắt, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Cậu Tần, thật sự là cậu Tần. Lại được nhìn thấy Tần Lâm, ba người đều mừng rơm rớm nước mắt, không ngờ cậu Tần vẫn còn sống. Nhìn ba người thảm hại như thế này, trên người Tần Lâm tỏa ra chút sát ý. Liên lụy đến mọi người rồi. Đoàn Bảo Đông cười khổ, cậu Tần nói quá, cho dù không có cậu, chúng tôi e là vẫn sẽ lâm vào kết cục này, không còn cách khác, cản đường kiếm tiền của người ta rồi. Đoàn Bảo Đông nói thật, chỉ cần bọn họ là đại ca Đông Hải, còn ở Đông Hải ngày nào là nguy hiểm ngày đấy. Thành phố Đông Hải này mặc dù chẳng phải là thành phố đứng đầu, nhưng cũng được coi là nơi phát triển, bên tỉnh lỵ cũng có người nhắm vào bọn họ. Tần Lâm đỡ hai người Đoàn Bảo Đông dậy, sờ thử hai chân, phát hiện ra xương chưa bị rạn nứt, cũng không có vết thương ngoài. Chân bị người ta điểm huyệt sao? Đoàn Bảo Đông gật đầu, có một lão già điểm mấy cái lên người chúng tôi. Sau đó chân của tôi không có cảm giác nữa. Tần Lâm cười lạnh, không ngờ bọn họ còn có cao thủ. Nhưng điểm này lại đúng ý của Tần Lâm, nếu gãy xương, mặc dù dễ điều trị nhưng muốn cử động được thì phải mất 100 ngày, cho dù Tần Lâm có dùng thần dược cũng phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục đi lại được. Như vậy khá mất thời gian. Nhưng tên cao thâm này lại tưởng tìm được một cao thủ dùng chiêu điểm huyệt để làm gãy chân của bọn họ, sẽ gây nhiều rắc rối cho Tần Lâm. Chỉ cần phá được huyệt vị, không giống với những công phu trong tiểu thuyết võ hiệp trên phim, điểm huyệt thật sự rất khó giải quyết, không phải Tần Lâm bấm vài cái là giải được. Nhưng cũng có một chỗ tốt, đó là sau khi giải huyệt xong sẽ lập tức có thể trở về bình thường. Tần Lâm lấy châm bạc ra, xé ống quần của Đoàn Bảo Đông, nhìn thấy trên chân có một vết máu ứ đọng, rất rõ hai dấu điểm chỉ. Ngón tay cái bên trái của Tần Lâm, ấn xuống vết máu, lấy ngón cái làm tâm, xoay cổ tay theo hình tròn. Ngón trỏ quét qua bát vị, đâm kim bạc xuống. Hai tay đồng thời khống chế, ba phát lên ba phát xuống, sau đó nhẹ nhàng búng một cái. Kim bạc kêu ong ong, nơi hai dấu tay bị điểm huyệt của Đoàn Bảo Đông từ từ nhô lên, sau đó chảy ra máu đen. Mấy giây sau, vẻ mặt Đoàn Bảo Đông đột nhiên thay đổi, ông ta cắn chặt răng, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Hai chân tê dại, vừa đau vừa ngứa. Tần Lâm vỗ vai ông ta. Lập tức lôi ông ta ra dậy, không sao rồi, đi vài bước là được. Đoàn Bảo Đông kiên trì, nghiền răng nghiến lợi bước đi vài bước, đúng thật là cảm giác tê dại dần dần mất đi, vài phút sau đã hồi phục lại như lúc đầu, ông ta kiếm một cây cột điện đá mấy phát, cảm thấy năng lượng vô cùng dồi dào. Đoàn Bảo Đông vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, cậu Tần đúng là cao minh. Bùi Lương thấy vậy cũng vô cùng mong đợi, cậu Tần là thần y. Mấy chuyện đơn giản như chữa cái chân cho bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, lần này có hy vọng rồi. Tần Lâm dùng phương pháp vừa rồi chữa cho Bùi Lương, hai vị đại ca lại khôi phục lại vẻ uy phong lẫm liệt.
sau khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi, hai người lại buồn bã. Cậu Tần, mặc dù chân của chúng tôi đã khôi phục lại, nhưng bên Cao Thâm chúng tôi không dám ra tay. Ồ, có chuyện gì vậy? Đoàn Bảo Đông thở dài, mẹ của tôi, và em gái của anh Bùi đều nằm trong tay Cao Thâm, chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm trong ngành này không dám kết hôn, mặc dù có tình cảm với nhân tình cũng chỉ là yêu đương vụng trộm thôi, thậm chí không dám nói cho đệ tử biết, lại sợ liên lụy đến người khác. Nhưng bố mẹ, người thân thì rất khó giấu kín, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho nên mới bị Cao Thâm bắt thóp. Người thân đang bị uy hiếp trong tay bọn chúng, cho dù chân có khỏi rồi, bọn họ cũng không dám hành động linh tinh. Tần Lâm gật đầu một cái, ồ, một tiếng. Nếu đã như vậy thì giết Cao Thâm đi là được. Đoàn Bảo Đông ngây người, sau đó cười khổ. Cậu Tần, điều này đúng là có lý, nhưng Cao Thâm không dễ giết như vậy. Cao Thâm không dễ giết không phải bởi vì hắn đánh nhau lợi hại, mà vì hắn quá cảnh giác. Ở tỉnh lỵ lăn lộn tất nhiên phải lợi hại hơn ở Đông Hải, bình thường Cao Thâm ra ngoài phải mang theo 7-8 vệ sĩ, đôi khi còn mang cả người thay thế, ra ngoài là hai chiếc xe cùng đi, cũng không biết hắn ngồi xe nào. Vì Cao Thâm xuất phát từ bộ đội đặc chủng, điều tra trinh sát rất lợi hại, cho nên tính cảnh giác vô cùng cao, lại thêm việc có rất nhiều kẻ thù, nhiều năm lăn lộn chảy ra chóc vẩy cũng có nhiều kinh nghiệm. Cho nên mỗi khi có dự cảm không lành, hắn lại chạy vô cùng nhanh, rất khó bắt được. Tần Lâm cười, không sao, đưa thông tin của hắn cho tôi, điều tra xem hành trình gần đây của hắn là được. Đoàn Bảo Đông và những người khác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tin vào Tần Lâm. Mặc dù hành tung của Cao Thâm không dễ điều tra, nhưng Đoàn Bảo Đông vẫn có chút quan hệ, bỏ ra chút công sức và tiền bạc là có thể điều tra ra ngay. Mấy phút sau, đã thăm dò được chuyện Cao Thâm đang ở Đông Hải. Bình thường hắn rất ít khi đến Đông Hải, dù gì ở đây cũng không phải địa bàn của hắn. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ Cao Thâm đã thâu tóm được Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, bây giờ Đông Hải đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Là địa bàn của hắn, đến đây thăm thú một chút cũng là chuyện bình thường. Đông Hải có một nơi ăn chơi nổi tiếng đó là câu lạc bộ Thái Nghệ. Đến đây để làm gì, rất nhiều người cũng biết, đàn ông có tiền thường đến những nơi cao cấp để phung phí. Cao Thâm có tình nhân ở đây, bình thường thì ả ta làm giám đốc, chỉ khi Cao Thâm đến ả ta mới đích thân ra phục vụ. Sau khi Tần Lâm biết được thông tin này, lập tức một mình đi đến đó. Bước vào câu lạc bộ Thái Nghệ. Liền có hai cô gái mặc sườn xám tiếp đãi nhiệt tình. Xin hỏi anh cần loại phục vụ gì, lầu 1 là tắm rửa xông hơi, lầu 2 là ăn uống nghỉ ngơi, lầu 3 là nơi vui vẻ, đảm bảo sẽ khiến anh thỏa mãn. Phục vụ ra ám hiệu, nói vô cùng mờ ám, nhưng Tần Lâm đã hiểu được. Lên lầu 3, phục vụ cười, rồi đưa Tần Lâm lên lầu 3, tìm một căn phòng vô cùng sang trọng. Sau khi bước vào không được bao lâu, một cô gái xinh đẹp bước vào, ăn mặc trang điểm rất sexy. Chào anh, em là Tiểu Lan, em phục vụ cho anh có được không? Tần Lâm dựa người vào giường, gật đầu. Tiểu Lan đóng cửa lại, đi tới bên giường, ánh mắt đong đưa, muốn nhào vào lòng Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm lại lật người lại, đè Tiểu Lan xuống dưới. Tiểu Lan cười khúc khích, anh trai thích chủ động sao? Tần Lâm nở nụ cười nhạt. Sau đó rút một con dao giải phẫu ra kề vào cổ Tiểu Lan. Không được động đậy, không được nói, nếu không tôi đưa tay một cái là cô mất mạng đấy. Tiểu Lan bị dọa sợ, cảm nhận được con dao sắc bén lạnh lẽo trên cổ, không dám động đậy lung tung, toàn thân thoát mồ hôi hột, giọng nói cũng run rẩy. Anh trai, anh định làm gì, anh tha cho em một mang đi, anh bảo em làm gì cũng được. Tần Lâm nói số tài khoản của cô. Tiểu Lan ngây người một chút, có chút bực mình nhưng vẫn nói số tài khoản của ả. Một tay Tần Lâm cầm dao, một tay còn lại bấm điện thoại. Tôi sẽ chuyển cho cô 500.000 tệ, hỏi cô vài câu, cô phải thành thật trả lời thì sẽ có thể rời khỏi đây an toàn. Tiểu Lan ngây người một lát, có chút khó hiểu, nhưng Tần Lâm đưa ả xem điện thoại, anh chuyển khoản 500.000 tệ thật. Anh trai có chuyện gì cứ hỏi, em đảm bảo sẽ nói đúng sự thật. Tôi hỏi cô. Nhân tình của Cao Thâm ở chỗ các cô tên là gì? Tiểu Lan chau mày, không ngờ Tần Lâm lại hỏi vấn đề này, cái này thực sự khó nói. Tần Lâm lại đưa con dao lại gần hơn, lập tức vùng cổ truyền đến cơn đau. Em nói, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ là phương pháp tốt nhất,
đã nhận 500.000 tệ rồi, lại còn kề dao vào cổ nữa, đương nhiên Tiểu Lan không dám không nói. Nhân tình của Cao Thâm là giám đốc của chúng tôi, tên Tiểu Huyền, trước đây cũng là nhân viên ở đây, bây giờ được anh Thâm bao nên được làm giám đốc. Được, tôi hỏi cô, Tiểu Huyền đang ở phòng nào? Tiểu Lan cười lạnh, anh hỏi cái này làm gì? Tần Lâm cười lạnh, xem ra ả Tiểu Lan này không biết Cao Thâm đã đến. Cao Thâm đúng là người cẩn thận, cô gái trong quán cũng không biết là hắn đã đến, nếu không phải Đoàn Bảo Đông tốn một số tiền lớn đi nghe ngóng thì e là sẽ rất khó tìm. Con dao trong tay Tần Lân lại kề sát hơn, tôi cần biết vị trí của Tiểu Huyền ngay bây giờ. Tiểu Lan lắp bắp, vội vàng nói, được rồi, em sẽ hỏi giúp anh chờ một chút. Nói xong, Tiểu Lan cầm điện thoại lên, ấn gọi điện, tiếng chuông kêu lên vài lần, đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông. Alo, anh Tôn, em là Tiểu Lan đây. Tiểu Lan, sao cô lại gọi cho tôi? Có chuyện gì sao? Anh Tôn, em nghe được tin này hay lắm, anh biết bây giờ chị Tiểu Huyền đang nghỉ ngơi ở phòng nào không? Cái này tôi cũng không biết. Anh Tôn ấp úng, rõ ràng là biết nhưng không nói. Tiểu Lan nói, anh Tôn, không phải anh muốn ngủ với em sao? Giúp em lần này đi, tối nay không đi làm em đến ở với anh nhé. Anh Tôn do dự một lát, được rồi, nhưng mà không được nói cho người khác đâu nhé, Tiểu Huyền đang ở 315, hình như bên cạnh phòng cô. Nói xong Tiểu Lan liền cúp máy. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn bờ tường, thì ra Cao Thâm ở đang hưởng thụ ngay bên cạnh, cách âm ở đây đúng là không tệ, anh cũng chẳng nghe được âm thanh gì. Anh đập một phát vào cổ Tiểu Lan, làm ả ngất đi. Sau đó nhẹ nhàng gõ vào bờ tường, sau khi phán đoán một lúc, anh dùng chân đạp một cái. Dầm một tiếng, bức tường vững chắc như vậy đã bị Tần Lâm đạp đổ. Hơn nữa đây không phải là tường gạch bình thường, mà là tường chịu trọng lực cao, bên trong còn có cốt sắt, chẳng trách hiệu quả cách âm lại tốt như vậy. Nhưng dù có như vậy bức tường vẫn bị Tần Lâm đạp đổ. Âm một tiếng, trên bức tường xuất hiện một lỗ hổng lớn, đập vào mắt là một chiếc giường lớn sang trọng. Trên giường đang có một nam một nữ đang làm chuyện ấy trong chăn. Buồn cười nhất là bên cạnh giường vẫn có hai tên vệ sĩ, đến làm chuyện này mà cũng đưa theo vệ sĩ, có thể thấy Cao Thâm rất cảnh giác. Sau khi Tần Lâm đạp đổ tường, Cao Thâm vội chùm chăn cầm một khẩu súng dưới gối lên. Mày là ai? Tần Lâm cười lạnh, tao đến lấy mạng chó của mày. Cao Thâm cười khẩy, chỉ một mình mày. Nói xong lập tức giơ súng bóp cò. Tần Lâm đột nhiên bước lên mấy bước, chỉ thấy anh nghiêng đầu. Dùng tốc độ nhanh như chớp nhẹ nhàng tránh được viên đạn. Cơ thể Tần Lâm như gió, xông lên trước Cao Thâm với tốc độ siêu nhanh, anh vươn tay bóp cổ Cao Thâm, năm ngón tay dùng sức, rắc một tiếng, Cao Thâm về chầu ông bà. Hai tên vệ sĩ không phản ứng kịp, Tần Lâm đã nhảy xuống từ cửa sổ. Cô gái nằm trên giường lúc này mới phản ứng lại, nhắm mắt hét lớn. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã về đến chỗ của bọn Đoàn Bảo Đông. Nhìn thấy Tần Lâm về nhanh như vậy, Đoàn Bảo Đông thở phào nhẹ nhõm, cậu Tần, sao vậy, có nhìn thấy Cao Thâm không? Tôi nói rồi, Cao Thâm là một kẻ rất giàu hoạt, muốn tìm hắn rất. Không đợi Đoàn Bảo Đông nói hết, Tần Lâm đã lấy ra một chiếc khăn trắng, lau tay rồi nói. Chết rồi. Đoàn Bảo Đông hơi sững sờ, chết rồi. Ai chết? Tần Lâm nói, Cao Thâm chết rồi. Á, cậu Tần, cậu đùa tôi à? Tần Lâm cười nhạt, ông nhìn tôi giống đang đùa à. Mặt Đoàn Bảo Đông dần dần biến sắc, lúc đầu thì cười dần dần tỏ ra khiếp sợ, sau đó thì lại vui mừng như điên. Nếu như người khác nói, ông ta nhất định không tin, Cao Thâm dễ chết như vậy sao có thể trở thành ông chủ tỉnh lỵ được. Nhưng lời của cậu Tần chắc chắn không sai, cậu Tần thực sự giết Cao Thâm rồi. Mấy phút sau, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương cùng lúc bắt máy. Alo, bố mẹ trốn ra rồi à? Bố mẹ trốn ra thế nào thế? Em gái, em trốn được rồi à? Cao Thâm chết rồi, rắn đã mất đầu, mấy tên đàn em vì tìm đường thoát nên cũng chẳng quan tâm đến người nhà của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương. Tỉnh lỵ lúc này loạn thành một nồi cám, người thân của bọn họ đều chạy thoát. Hai người vui mừng vô cùng, tốt quá. Cậu Tần, cậu đúng là thần. Tần Lâm ở trong tim bọn họ lại được thần thánh hóa thêm. Vốn rơi vào cục diện bế tắc, Tần Lâm vừa quay lại đã giải quyết dễ dàng tất cả vấn đề. Hai người vui mừng không thôi, bắt đầu gọi điện thoại chỉ huy, liên lạc với thuộc hạ.
mặt trời sắp mọc rồi, mấy tên ăn mày cũng sắp đến giờ, đi làm, rồi. Lưu Khoa lái BMW đến rồi đỗ xe lại, sau đó bước xuống xe, đổi sang bộ quần áo ăn mày rách dưới, chuẩn bị tiếp tục đi xin ăn. Nhìn thấy đám người Đoàn Bảo Đông ở đây, lập tức sững sờ. Á, mấy người đứng được rồi à? Định giả què với tao phải không? Bọn mày giỏi thật, giả què trông thật hơn cả tao. Nói xong, Lưu Khoa đá vào chân Đoàn Bảo Đông. Ơ, mẹ kiếp, mày muốn chết à? Đoàn Bảo Đông chưa ra tay, lòng Ích Huy đã xông lên, kéo tay Lưu Khoa, vứt mạnh xuống đất, sau đó túm lấy vai hắn, cuộn hai chân lại, khóa cánh tay và phần eo thành hình chữ thập. Rắc một tiếng, cánh tay Lưu Khoa bị gãy. Á á, mẹ kiếp, mày dám động vào tao, mày có tin tao bảo anh Thâm giết cả nhà mày không? Đoàn Bảo Đông cười khẩy, anh Thâm, tao mời mày xuống đấy chơi cùng anh Thâm nhé. Nói xong, Đoàn Bảo Đông cởi đồ, bóp chặt cổ Lưu Khoa. Mấy chục giây sau, Lưu Khoa trợn trắng mắt, ngạt thở mà chết. Đoàn Bảo Đông không ra tay là vì người nhà ông ta bị bắt, nếu không Đoàn Bảo Đông chính là một con sói, ai dám động vào ông ta. Mấy tên ăn mày đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức không dám động đậy, ai ai cũng lùi về sau, vội vàng chạy. Đoàn Bảo Đông vứt xác Lưu Khoa ra, lạnh lùng nói. Đồ thuộc về tôi, nên lấy lại rồi. Tần Lâm nhìn thấy tay Đoàn Bảo Đông đang nắm thành quyền, liền biết lần này ông ta muốn chơi khô máu. Đoàn Bảo Đông vốn xuất thân từ hạng côn đồ, chỉ có điều so với Bùi Lương lăn lộn nơi đầu đường thì có phẩm cách hơn thôi. Có điều có phẩm cách không đồng nghĩa với việc ông ta không ác. Lúc nãy khi Đoàn Bảo Đông bóp chết Lưu Khoa, không thèm chớp mắt, nhiều năm không ra tay, có vẻ như có người cảm thấy ông ta mềm yếu quá. Giúp đỡ bọn Đoàn Bảo Đông giải quyết xong nỗi lo, bọn họ có thể đánh thoải mái một trận rồi. Tần Lâm gật đầu, những chuyện còn lại, không cần anh nhúng tay vào. Sau khi Tần Lâm về đến trang viên liền gọi điện thoại cho Vương Đông Tuyết, mấy ngày không liên lạc, chắc Vương Đông Tuyết lo lắng cho anh lắm, có điều Vương Đông Tuyết là người ngoài, không biết tình hình cụ thể, chỉ nghĩ rằng mấy ngày Tần Lâm không liên lạc với cô là do anh bận đi công tác nước ngoài. Nhận điện thoại của Tần Lâm xong, Vương Đông Tuyết hơi hờn giận. Em cứ tưởng anh không liên lạc với em nữa. Vương Đông Tuyết thực sự nghĩ như vậy, cho rằng Tần Lâm ghét cô ấy, tình yêu này chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Tần Lâm cười nói, anh về quê gặp sư phụ một chuyến, không có sóng nên không liên lạc với em được, để em lo lắng rồi. Hi hi, không sao thì tốt rồi, ngày mai là lễ trao giải thường niên đấy, em lo lắng quá, anh mà đi cùng em được thì tốt quá. Tần Lâm sững sờ, anh suýt quên mất, không ngờ mai lại là lễ trao giải thường niên. Em muốn anh đi cùng em. Đúng vậy, có điều em đã hỏi bên tổ chức rồi, streamer chỉ được tham gia một mình, không được đem bạn đi cùng. Tần Lâm cười, để anh nghĩ cách khác, cố gắng mai đi cùng em. Thật không, vậy thì tốt quá. Nói chuyện thêm vài câu, hai người liền cúp mày, Tần Lâm hỏi dì Phùng mấy câu, dì Phùng lấy điện thoại ra, tìm tin tức cho Tần Lâm xem. Quả nhiên có thư mời của nền tảng Hổ Ngư, bởi vì cái nick dì Phùng nhà họ Phùng này vốn là người giàu đứng đầu bảng đại gia, vậy nên đương nhiên phải mời anh đến dự lễ trao giải thường niên. Bởi vì nick dì Phùng nhà họ Tần liên kết với số điện thoại của dì Phùng nên tin nhắn được gửi đến máy bà ấy. Thiếu gia, điện thoại này cậu cứ dùng đi, tôi còn có cái khác. Vâng, Tần Lâm cũng không coi dì Phùng như người ngoài, một chiếc điện thoại thôi mà, trong nhà đâu có thiếu. Cầm điện thoại của dì Phùng, Tần Lâm liên lạc với tổ sản xuất chương trình, gửi thư mời đến chỗ Tần Lâm. Tần Lâm nghĩ, nếu Vương Đông Tuyết đã muốn tham gia lễ hội thì bảo sư phụ và sư đệ sư muội cùng tụ tập một phen, coi như là cổ vũ cho Vương Đông Tuyết. Tần Lâm gọi cho mấy sư đệ sư muội, thông báo cho bọn họ một tiếng, vừa nghe thấy câu ngày mai đi gặp sư phụ, tất cả mọi người đều đồng ý. Cho dù là chuyện quan trọng đến mấy thì cũng phải gạt sang một bên. Gặp sư phụ là chuyện quan trọng nhất. Diệp Hiên Viên nghe thấy chuyện này, cũng không nói gì, chỉ hỏi tại sao trên người Tần Lâm có mùi máu, rồi nhíu mày. Giết người à? Tần Lâm gật đầu, kể lại chuyện hôm nay giết Cao Thâm cho ông nghe. Nghe xong, Diệp Hiên Viên lạnh lùng hừ một tiếng. Con ngu thế, phá tưởng rồi phi kim bạc là chết ngay, cần gì xông vào chỗ nguy hiểm, ngu ngốc. Tần Lâm cạn lời. Người duy nhất trên thế giới này có thể nói Tần Lâm ngu chắc chỉ có Diệp Hiên Viên mà thôi. Sư phụ chỉ dạy đúng lắm.
Chiêu Phi Kim giết người mà Diệp Hiên Viên nói, thực ra anh cũng làm được nhưng vạn bất đắc dĩ mới làm, chứ bình thường anh không thích dùng kim bạc để kết thúc mạng sống của người khác. Người mà anh tự tay giết thì cơ bản đều là kẻ vô cùng độc ác hoặc là kẻ thù của anh. Phi Kim giết người cũng giống như dùng ám khí vậy, đối phương dưới tình trạng không chuẩn bị gì mà chết thì đúng là dễ dàng cho bọn chúng quá. Tần Lâm thà chọn cách bóp gãy cổ bọn chúng, khiến bọn chúng cảm nhận được sự kinh khủng của cái chết. Sáng ngày hôm sau, Tần Lâm và Diệp Hiên Viên đến hội trường tổ chức lễ trao giải. Nơi tổ chức là đài truyền hình thành phố Đông Hải. Mặc dù là buổi tiệc rượu nhưng dù sao cũng live stream trực tiếp nên chuẩn bị rất nhiều máy quay và thiết bị, vậy nên nhất định có phòng ghi hình. Đài truyền hình Đông Hải là nơi cao nhất Đông Hải, hơn 30 tầng, cao hơn 100 mét, ở thành phố loại 2 như Đông Hải thì đúng là hạc giữa bầy gà. Đến cổng, Tôn Kiến Dân đang chờ ở đó. Tần Lâm và sư phụ xuống xe, Tôn Kiến Dân vội vàng tiến lên. Sư phụ! Diệp Hiên Viên gật đầu. Vỗ đầu Tôn Kiến Dân, nhíu mày. Mới không gặp mấy năm mà già như vậy rồi, dạy con công phu sao con không luyện. Tôn Kiến Dân ngượng ngùng, mặc dù biết thể nào khi gặp mặt cũng bị sư phụ giáo huấn nhưng vẫn hơi đỏ mặt. Sư phụ, Kiến Dân ngu dốt, không hiểu cách luyện. Diệp Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu, ngu chết người. Nói xong liền đi vào trong. Diệp Hiên Viên thực ra có dạy bọn họ công phu, nhưng bọn họ học không vào. Cho dù là những người có tiếng tăm như Tôn Kiến Dân, Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương thì trong mắt Diệp Hiên Viên cũng đều thuộc loại, ngu chết người, mà thôi. Ngay cả đại tướng quân hàm năm sao như Vương Kim Hải, trong mắt Diệp Hiên Viên, tư chất cũng chỉ thuộc loại trung bình thấp. Chỉ có Tần Lâm, Diệp Hiên Viên mới đánh giá không tồi, tư chất siêu việt. Vậy nên nhiều sư đệ sư muội mới biết khoảng cách giữa mình và Tần Lâm, biết sư phụ sư huynh lợi hại thế nào. Sư phụ. Mời vào, tí nữa khi lễ trao giải bắt đầu sư đệ sư muội sẽ tụ tập đủ. Tiểu sư huynh cũng lên chứ. Tần Lâm lắc đầu, mọi người đi trước đi, tôi đợi bạn. Tôn Kiến Dân gật đầu, đưa sư phụ lên tầng. Tần Lâm gọi điện cho Vương Đông Tuyết, chẳng mấy chốc cô ấy đã ngồi taxi đến nơi. Vương Đông Tuyết mặc áo dài Thượng Hải, dáng người cao gầy, lả lướt, trông vô cùng tinh tế, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì lễ hội lần này rất trang trọng nên Vương Đông Tuyết cảm thấy mặc lễ phục không hay lắm, nên liền mặc áo dài Thượng Hải, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, trên đường đến đây, tài xế taxi còn nhìn trộm cô ấy mấy lần. Sau khi xuống xe, ánh mắt của Tần Lâm cũng như một lời khen với cô, Vương Đông Tuyết có hơi đỏ mặt. Em mặc trông có được không hả anh Tần? Tần Lâm cười, đương nhiên là được rồi, vừa trang trọng vừa xinh đẹp. Được Tần Lâm khen, Vương Đông Tuyết vô cùng mãn nguyện. Cười hi hi. Anh Tần, anh lấy được vé rồi sao? Có thể đi vào được chưa? Tần Lâm cầm vé trong tay, ra dấu với cô ấy, được rồi. Thực ra Tần Lâm dù không có vé thì vẫn có thể đi vào, có điều để có thể đi với Vương Đông Tuyết, anh vẫn cầm vé. Hai người vừa đi vào, đột nhiên một chiếc Mercedes-Benz đỗ ở cổng, một cô gái đi xuống, đeo kính râm, đội mũ dạ, mặc lễ phục, tạo cho người khác cảm giác giàu sang. Cô gái vừa xuất hiện, lập tức có người đến chụp ảnh, hình như là một đám fan thì phải. Tần Lâm hơi buồn bực hỏi, người kia là ai? Vương Đông Tuyết nói, hình như là bối bối. Bối bối? Lại là người quen à? Lúc trước cô bối bối này giúp đỡ tiểu hồ nương, kết quả bị Tần Lâm tìm đài truyền hình trung ương xử lý, cô ta không phải bị hủy tư cách rồi sao, sao lại đến được đây chứ? Bối bối cũng là streamer có tiếng trong giới. Danh tiếng và quan hệ đều mạnh hơn Vương Đông Tuyết. Hơn nữa bối bối còn là streamer hot của nền tảng, streamer có giá trị nhan sắc có thể nhảy múa ca hát, streamer ẩm thực như Vương Đông Tuyết trong mắt cô ta cũng chỉ là streamer nhỏ, vốn chẳng đáng để so sánh. Bối bối lúc đó mặc dù thua rất thảm, nhưng chỉ cần tìm bừa vài người bạn rồi xin thư mời là được, chuyện này đâu là gì. Bối bối vừa xuống xe, mọi người liền vây quanh, muốn cô ta ký tên và chụp chung. Xung quanh có vệ sĩ chặn lại. Vương Đông Tuyết xuống xe thì chỉ có Tần Lâm đón, khoảng cách giữa hai người rất rõ rệt. Đương nhiên rồi, fan của bối bối đều là dùng tiền để mời đến, chỉ vì tạo danh tiếng cho cô ta mà thôi. Đến cổng, bối bối nhìn thấy Vương Đông Tuyết, lập tức cười khẩy. Ồ, đây chẳng phải là Đông Tuyết nổi tiếng sao, sao vậy, người của đài truyền hình trung ương như cô mà cũng tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi sao?
Bối Bối vô cùng kỳ quái, khi nói miệng còn hơi chua chua, hơn nữa nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta, trông thì có vẻ như đang tâng bốc Vương Đông Tuyết nhưng thực tế đang châm biếm cô ấy. Vương Đông Tuyết cũng không nói gì, ngượng ngùng mỉm cười. Streamer nhỏ như tôi sao có thể lên được đài truyền hình trung ương? Bối Bối lạnh lùng hừ một tiếng, ồ, cô cũng tự biết hả, biết mình chỉ là một streamer nhỏ, nếu đã biết rõ thế thì sau này đừng có ai cũng khiêu chiến, nhớ kỹ chưa? Bối Bối nhìn Tần Lâm đứng cạnh Vương Đông Tuyết, lạnh lùng hừ một tiếng, cô còn đem theo người đến à? Chẳng nhẽ bên tổ chức không bảo cô là streamer không được đem theo bạn dự tiệc sao? Vương Đông Tuyết sững sờ, đúng là có quy định như vậy, có điều Bối Bối cũng đem bạn dự tiệc đến đấy thôi. Chẳng phải cô cũng đem theo bạn dự tiệc đến đấy thôi? Bối Bối lạnh lùng hừ một tiếng, cô đòi so với tôi á? Nói cho cô biết, vị đây là người xếp thứ 5 trong bảng đại gia của nền tảng Livestream Hổ Ngư, quản lý cấp cao của bất động sản Lâm Khoa, không phải loại tôm tép như cô có thể so sánh đâu. Vương Đông Tuyết nhíu mày, cảm thấy Bối Bối có hơi ép người quá đáng, hơn nữa nói chuyện khó nghe như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang trên Livestream. Lúc trước, Vương Đông Tuyết cũng từng PK với streamer khác, đa phần đều vô cùng vui vẻ, không ai quan tâm đến thắng thua. Dù thắng hay thua thì đều chỉ là phương thức tuyên truyền mà thôi, loại như Bối Bối thật hiếm thấy. Trương Tín đỡ bụng to, đến trước mặt Vương Đông Tuyết, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của cô ấy thì lòng hơi ngứa, cười he he mà nói. Đông Tuyết đúng không, nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể kết bạn, sau này tôi sẽ thường xuyên đón xem Livestream của cô, mỗi tháng tặng thưởng cho cô mấy trăm nghìn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên rồi, nếu cô có thời gian thì đi ăn với tôi bữa cơm. Uống ít rượu, thì tôi càng không ngại tiêu tiền hơn. Trương Tín cười vô cùng mập mờ, mặc dù nói rất khéo léo nhưng ai cũng nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy. Đơn giản chỉ là muốn Vương Đông Tuyết ngủ cùng ông ta, sau đó có thể cho cô ấy tiền. Vương Đông Tuyết vô cùng ghét loại đàn ông này, cô ấy nhíu mày, lùi về sau mấy bước, mặt mày đầy vẻ ghét bỏ. Trương Tín thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, không biết điều. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm vội vàng chuẩn bị vào hội trường, cố gắng cách tên não tàn này càng xa càng tốt. Bối Bối đi sau nói, Tổng Giám Đốc Trương, lễ trao giải lần này đâu phải ai cũng có thể vào nhỉ. Trương Tín gật đầu, ngoại trừ streamer bọn em ra, chỉ có người nằm trong top 10 bảng đại gia mới có tư cách được mời. Ồ, anh bạn dự tiệc này của Đông Tuyết chẳng nhẽ là người nằm trong bảng đại gia sao, trông có vẻ không giống nhỉ ha 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 ha. Bối Bối cười rất khoa trương, hận không thể cho tất cả mọi người nghe thấy tiếng cười của cô ta. Không ít người bắt đầu chú ý lại đây, nhìn hai người Tần Lâm và Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết có hơi mất mặt, kéo tay Tần Lâm, muốn đi vào trong. Không phải người nằm trong bảng đại gia thì làm sao, cứ phải là người giàu thì mới được vào à? Vương Đông Tuyết lấy thư mời ra, kiểm tra, được đi vào. Đến lượt Tần Lâm, sau khi đưa thư mời. Bảo vệ quét một cái, nói nhỏ một tiếng, được thông qua rồi. Trương Tín đứng sau nhíu mày, tên nhãi này đâu phải streamer, cũng đâu phải người nằm trong bảng đại gia, lấy đâu ra vé. Nếu như là nhân viên công tác hoặc quần chúng thì không được đi vào từ chỗ này. Ê, hai anh bảo vệ, mấy người nhất định phải tra kỹ, nhìn thấy rõ chưa, tôi nghe nói có người dùng vé giả. Trương Tín hét như vậy, bảo vệ lập tức sững người. Dù tin hay không tin thì nếu để người không có phận sự đi vào thì sẽ xảy ra chuyện, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bảo vệ chào Tần Lâm một cái, chào anh, mời anh xuất trình chứng minh thư. Tần Lâm rất phối hợp, lấy chứng minh thư ra. Bảo vệ nhìn tờ vé, sau đó lại nhìn chứng minh thư, nhíu mày nói. Thưa anh, xin hỏi ID trên hổ ngư của anh là, dì Phùng nhà họ Tần, sao? Mọi người sững sờ. Bao gồm cả Bối Bối và Trương Tín cũng vậy. Nếu như là người khác, có lẽ họ không biết nhưng dì Phùng nhà họ Tần này quá nổi tiếng. Đứng top một bảng đại gia của Hổ Ngư, hơn nữa còn tham gia rất nhiều trận PK nổi tiếng, cho dù là trong bảng đại gia thì cũng vô cùng nổi tiếng. Nhưng dì Phùng nhà họ Tần này không phải là nữ sao? Mặc dù mọi người không biết đây thực sự có phải nữ không, nhưng ID này vừa nghe liền biết là của nữ. Mọi người đều cho rằng dì Phùng nhà họ Tần là một phú bà mới đúng. Tần Lâm gật đầu, cũng được coi là vậy. Trương Tín lập tức đứng dậy, nói với bảo vệ. Đúng là đúng, không đúng là không đúng,
cái gì mà cũng được coi là vậy. Bảo vệ, mấy người nhất định phải tra thật kỹ, nền tảng hổ ngư có chứng nhận tên thật, có thể tra xem tên thật của người dùng. Bảo vệ sững sờ, về lý mà nói không có khâu này, chỉ cần người ta có thể lấy vé ra là có thể đi vào. Có điều Trương Tín nói như vậy rồi, mọi người đều đang nhìn chằm chằm, nếu bảo vệ không tra, thì không đúng mực lắm. Xin anh chờ một chút. Bảo vệ lập tức tra, mấy phút sau, vẻ mặt của hai anh bảo vệ vô cùng kỳ. Xin lỗi anh, chứng minh thư của anh không khớp với ID gì phùng nhà họ Tần nên anh không được đi vào. Ha 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 ha. Trương Tín và Bối Bối cười như được mùa, đây mới là kết quả mà bọn họ muốn nhìn thấy, biết sẽ như vậy mà. Giả vờ, cậu giả vờ đỉnh thật đấy, làm giả vé để đến ăn chùa uống chùa, làm giả vé của người khác thì thôi đi, mà lại làm giả vé của dì Phùng nhà họ Tần, cậu biết dì Phùng nhà họ Tần là người đứng top một bảng đại gia không? Tên nghèo rách như cậu mà giống người giàu đứng top một bảng đại gia á? Nói xong, Trương Tín liền đi qua người Tần Lâm, lấy ra thư mời. Tôi tên là Trương Tín, người đứng thứ 5 trong bảng đại gia, anh có thể tùy ý tra. Lúc này cảm giác ưu việt của người có tiền thể hiện rõ trên người Trương Tín. Bảo vệ quét vé của Trương Tín, xác định khớp ID liền cung kính nói. Mời ông Trương đi vào, chúc ông chơi vui vẻ. Trong mắt Trương Tín đầy vẻ khiêu khích, nhìn Tần Lâm rồi ôm Bối Bối đi vào hội trường. Sau khi vào, nhìn thấy Vương Đông Tuyết đứng bên trong, lạnh lùng cười một tiếng. Đừng đợi nữa, bạn của cô, bởi vì làm giả vé nên bị chặn ở ngoài rồi. Cậu ta không được vào đâu. Cái gì? Vương Đông Tuyết lập tức sững sờ, nhíu mày, không thể nào, Tần Lâm không thể nào làm việc đó được. Bối Bối cười lạnh, vậy cô đứng ở đây mà chờ, quả nhiên nồi nào úp vùng ấy, loại hàng như cô cũng chỉ tìm được loại đàn ông như vậy thôi. Nói xong, Bối Bối và Trương Tín đi vào trong hội trường. Tần Lâm đứng ở cổng bị mọi người chú ý, có hơi cạn lời, vốn cho rằng cầm vé đi vào thì không gặp vấn đề gì. Kết quả lại như vậy, vẫn nên tìm người giúp thôi. Nói xong, Tần Lâm gọi điện thoại cho Tôn Kiến Dân. Nói một tiếng với bảo vệ bên dưới, để bọn họ cho tôi vào. Tôn Kiến Dân sợ giật mình, tên bảo vệ nào dám chặn sư huynh. Đúng là có mắt như mù, sư huynh đưa máy cho hắn đi. Tần Lâm đưa máy cho bảo vệ. Tôi là Tôn Kiến Dân, đội trưởng của bên cậu là ai? Nghe thấy giọng của Tôn Kiến Dân, bảo vệ sợ giật mình. Lãnh đạo Tôn, tôi là đội trưởng, ngài có gì phân phó ạ? Cậu Tần đây là khách quý của chúng tôi, không được phép chậm trễ, nghe rõ chưa? Vâng vâng vâng. Bảo vệ sợ đến mức toát hết mồ hôi, không ngờ cậu thanh niên này lại là khách quý của Tôn Kiến Dân. Bọn họ mặc dù chỉ gặp được lãnh đạo Tôn mấy lần, nhưng rất ít khi được nói chuyện với ông ấy. Đây là lần đầu nghe điện thoại của lãnh đạo Tôn, mà lại bị như vậy, đúng là khiến người khác không biết nói gì. Anh Tần, thực sự xin lỗi, mời anh vào. Thực ra bảo vệ cũng không biết nói gì, bọn họ cũng chỉ làm theo trình tự thông thường, vị này nếu nói quen lãnh đạo Tôn từ trước thì đã không phải kiểm tra rồi. Đương nhiên là Tần Lâm cũng không làm khó bọn họ, cũng biết bọn họ chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi. Vốn không muốn ra vẻ, muốn đi vào cùng Vương Đông Tuyết, kết quả lại gặp hai kẻ não tàn là Trương Tín và Bối Bối. Sau khi vào trong, Vương Đông Tuyết mới bớt lo lắng. Anh Tần không sao chứ? Không sao, bọn họ kiểm tra nhầm. Ồ, vậy thì tốt, chúng ta mau vào trong thôi. Sau khi vào trong, Vương Đông Tuyết và Tần Lâm cũng tách nhau ra, streamer đương nhiên ngồi một chỗ, tí nữa còn trao giải. Còn Tần Lâm là người trong bảng đại gia, đương nhiên sẽ ngồi cùng người thuộc bảng đại gia ấy. Tần Lâm tìm được chỗ của mình liền ngồi xuống. Top một bảng đại gia, nên được xếp chỗ ngồi ở đầu tiên. Thậm chí chỗ còn đẹp hơn mấy streamer lớn. Trương Tín cũng ngồi xuống, nhìn thấy Tần Lâm được vào, nhíu mày. Tên nhãi, cậu vào đây thế nào vậy? Tần Lâm quay đầu nhìn ông ta, lộ vẻ khinh bỉ, anh thực sự không muốn quan tâm tên hề nhảy nhót này, liền quay đi, không thèm để ý ông ta. Tần Lâm không để ý ông ta lại càng được đà, đứng hẳn dậy nói to. Ê, có người mạo danh người đứng đầu bảng đại gia kìa, bảo vệ đâu? Sao lại để cho người này vào? Trương Tín nói như vậy, mọi người lập tức chú ý lại đây. Chỗ này đều là người thuộc bảng đại gia, không thì cũng là phóng viên, mọi người đều rất hiếu kỳ, chẳng nhẽ có người lại mạo danh người đứng đầu bảng đại gia sao? Không sai,
chắc là mạo danh rồi, người đứng đầu bảng đại gia nhất định là dì Phùng nhà họ Tần. Đúng, đúng, dì Phùng nhà họ Tần mấy tháng nay khen thưởng tận mấy triệu, nhất định là người đứng đầu bảng đại gia. Cái tên này vừa nghe là biết là phú bà rồi, sao có thể là cậu thanh niên được, người anh em này gan to ghê, dám mạo danh người đứng đầu bảng đại gia. Tôi đoán chắc là, dì Phùng nhà họ Tần cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này đâu, tên nhóc này biết được nên mới đến để giả mạo đó. Nếu như giả danh người khác thì chắc chắn sẽ bị lật tẩy, giả mạo cũng ngầu đấy, nói không chừng chả ai dám đụng đâu. Trương Tín đứng dậy, chỉ thẳng vào Tần Lâm rồi nói. Cậu có biết xấu hổ không đấy? Cậu để mọi người nhìn xem bộ dạng này của cậu có giống, dì Phùng nhà họ Tần, không? Một thằng đàn ông mà lại đi giả danh phụ nữ, ý của cậu là bọn tôi ngốc lắm đúng không? Bảo vệ đâu? Trương Tín hét lên, sau đó vài nhân viên bảo vệ chạy đến, thưa ông, xin đừng làm ồn, có chuyện gì vậy? Trương Tín chỉ vào Tần Lâm, nói, thằng nhóc này là kẻ mạo danh, các người mau tống cổ nó ra khỏi đây đi. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn Tần Lâm một lượt rồi lại nhìn nhau. Người này chính là khách quý mà đội trưởng nói đến mà. Đội trưởng đã nói người này là top một bảng đại gia, hơn nữa còn là khách quý mà lãnh đạo Tôn tiếp đãi nên càng không được lơ là. Tên béo này đang nói nhăng nói cuội gì thế? Nhân viên bảo vệ cầm côn điện trên tay, chỉ vào Trương Tín rồi lạnh lùng nói. Đừng có lo chuyện bao đồng, nếu ông ồn ào thì chúng tôi xin mời ông ra ngoài. Các người, Trương Tín sững ra một lúc, không ngờ đám bảo vệ này lại nói đỡ cho Tần Lâm. Nhưng dù sao người ta cũng đã cầm côn điện trên tay, nếu như thật sự dùng nó để trích điện ông ta thì chắc hôm nay chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Sau khi ngồi xuống, Trương Tín liền cười khẩy. Thằng nhóc này cũng khá thông minh đấy, biết mua chuộc bảo vệ, chắc là cũng tốn không ít tiền nhỉ. Một số người khác cũng rất tò mò, đút lót bảo vệ chắc cũng không tốn ít tiền nhỉ. Tại sao tên nhóc này lại tiêu tiền như vậy chứ? Trương Tín cười khẩy, chắc là bỏ ra số tiền lớn để bao cô streamer này thôi, tôi thấy nhiều rồi. Lúc trước, có rất nhiều người thuê tài khoản trên nền tảng, ví dụ một đại gia có thẻ đế vương thì có thể cho một số tên rẻ rách thuê tài khoản để câu nữ streamer, giả vờ mình là phú nhị đại để dắt các cô gái đi khách sạn. Chuyện này không hề hiếm thấy, Tần Lâm mạo danh như vậy chắc cũng là vì mục đích đó. Tất cả mọi người đều bắt đầu cười chế nhạo, đúng là chuyện như thế này chỉ có mấy tên rẻ rách mới làm ra được thôi, nếu thật sự là đại gia thì có bao giờ thiếu phụ nữ đâu chứ. Đừng vội, lát nữa cậu ta sẽ lộ tẩy thôi. Vị trí của Vương Đông Tuyết hôm nay cũng vô cùng tốt, ngay chính giữa khu vực streamer, hàng đầu tiên, vị trí trung tâm. Chỗ ngồi này khá hẹp, cô đã hỏi liên tiếp mấy lần có phải phía tổ chức đã nhầm không, nhưng tên cô đúng là được viết ở sau ghế. Nên chắc là không nhầm đâu. Vương Đông Tuyết chỉ là một streamer nhỏ, chỉ có mấy chục nghìn fan mà thôi, vị trí trung tâm này chắc chỉ có người nổi tiếng trên chục triệu fan mới có tư cách ngồi, và lại ở cạnh những nhân vật lớn thế này khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Đông Tuyết, chắc là cô quen biết với một số kim chủ sao lớn đúng không, có cơ hội thì giới thiệu cho tôi với, em một hot girl mạng có hàng chục triệu fan cười ha ha rồi nói với Vương Đông Tuyết. Đúng vậy. Chúng ta đều là những nhân vật nhỏ, còn Đông Tuyết mới là nhân vật lớn, sau này hãy dìu dắt chúng tôi nhé. Đúng là người càng lợi hại thì càng khiêm tốn, Đông Tuyết, tôi cũng đã xem qua live stream của cô thực sự rất có tài đấy. Xung quanh đều là những streamer có lưu lượng khủng trên nền tảng hổ ngư, mấy người này nhìn thấy Vương Đông Tuyết ở đây liền biết được cô không hề đơn giản, nhất định có chống lưng. Những cô gái này đều vô cùng sắc sảo. Họ chỉ dùng một chút thủ đoạn liền có thể trở thành streamer với hàng triệu người hâm mộ. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu rất rõ những quy tắc bất thành văn của ngành này. Vương Đông Tuyết là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một streamer nhỏ với mấy chục nghìn fan thôi sao? Vậy mà lại có thể mời được tổ chuyên mục, ẩm thực, lên live stream, còn mời cả Tô Văn Kỳ, nhân vật như vậy có thể là streamer nhỏ được sao? Vậy nên dù Vương Đông Tuyết ngồi ở vị trí không phù hợp với cô thì mọi người vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Chỉ là sự nhiệt tình này khiến Vương Đông Tuyết có chút lo lắng ngượng ngùng mà thôi, làm cô không biết phải trả lời thế nào. Năm nay, giải streamer của năm sẽ thuộc về ai đây? Còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn là nhất tỷ Hồ Phi của Hổ Ngư chúng ta rồi. Hồ Phi nghe thấy vậy, cười khiêm tốn rồi nói, này, cái gì mà nhất tỷ Hổ Ngư chứ? Các người đừng nói bậy,
tôi chỉ là một game streamer mà thôi, không thể trở thành streamer của năm được đâu. Chị Phi khiêm tốn quá rồi, ngoài chị Phi ra thì chắc Phương Đậu Đậu cũng rất có hy vọng nhỉ. Đúng vậy, nhất ca của Hồ Ngư chúng ta đấy, cho dù là đánh liên minh huyền thoại hay ăn gà thì cũng đều là cao thủ, người có thể cạnh tranh với chị Phi chỉ có Vương Đậu Đậu mà thôi. Vương Đậu Đậu nghe xong liền mỉm cười khiêm tốn, nhưng không hề lên tiếng. Dù có thu nhập cao nhưng những streamer này vẫn rất quan tâm đến giải streamer của 5 năm nay. Giành được giải thưởng này đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ có một loạt giải thưởng trong lý lịch, điều này rất có lợi trong việc nâng tầm giá trị của streamer. Toàn bộ quá trình của lễ trao giải rất đơn giản, người dẫn chương trình phát biểu đôi lời khai mạc, giới thiệu qua thành tích của năm nay, lại xuất hiện thêm nhiều streamer có hàng triệu fan. Sau đó tìm một người ca hay múa giỏi để biểu diễn một vài tiết mục cho chương trình, tiếp theo sẽ đến phần trọng điểm. Giải đại gia của năm. Đây là giải thưởng tương đối quan trọng của buổi dạ tiệc này, đương nhiên nó vẫn còn kém hơn một chút so với giải streamer của năm. Nhưng giải đại gia của năm lại là một giải thưởng vô cùng có thể diện. Ai có thể giành được giải đại gia của năm của Hổ Ngư thì chắc chắn đó phải là người có tiếng trong giới streamer. Nói thẳng ra, chỉ cần đó là một thanh niên trẻ, không quá xấu thắng giải này thì căn bản cứ có thể tùy chọn bất cứ nữ streamer nào ở dưới kia. Cho dù có một vài nữ streamer không phải loại người đó, nhưng vẫn còn rất nhiều người thích kiểu con trai vừa trẻ lại giàu. Ánh mắt của vài tên đại gia hướng về phía Tần Lâm, còn cả người đàn ông trung niên ở vị trí thứ hai. Xếp thứ hai là một vị đại gia thần bí, mọi người đều không hề biết tên thật của ông ta, chỉ biết ID của ông ta là Tổng Giám Đốc Lâu, mà thôi. Tổng Giám Đốc Lâu, chắc giải đại gia của năm lần này là của anh chứ? Tổng Giám Đốc Lâu hào phóng như vậy, chắc cũng donate cho mấy game streamer đó hàng triệu tệ rồi nhỉ? Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lâu công bằng như thế mà, nam streamer cũng được ông ấy donate, người có tiền thường tùy hứng như vậy đấy. Tổng Giám Đốc Lâu cười nhạt, ông ta đã gần 40, tóc hơi mỏng, xem ra có chút địa trung hải sao, tuy không béo lắm nhưng cũng khá mập mạp, trông ông ta vô cùng lão luyện, giống hệt như lãnh đạo công ty vậy. Sao địa trung hải, kiểu đầu bị hói? Cũng không thể nói thế được, hôm qua tôi đã nhìn thấy ông ấy hình như chỉ xếp thứ hai, còn người ở hạng một chính là, dì Phùng nhà họ Tần. Nói xong, Tổng Giám Đốc Lâu cũng liếc sang Tần Lâm với vẻ khinh miệt. Nếu là, dì Phùng nhà họ Tần, thật sự thì chắc chắn bọn họ sẽ phục, dù gì cũng từ tiền thật mà ra, donate nhiều đương nhiên là có tiền rồi. Nhưng bọn họ không tin người này chính là, dì Phùng nhà họ Tần, những đại gia khác tụ tập riêng lại với nhau, trong top 10 chỉ có mỗi, dì Phùng nhà họ Tần, là bí ẩn nhất, cả tin nhắn riêng lẫn trên nền tảng căn bản đều không thể nào liên lạc được. Hơn nữa, người này chỉ donate cho một người duy nhất, đó chính là Vương Đông Tuyết. Có người đã từng, nghiên cứu, qua tài khoản, dì Phùng nhà họ Tần, này và phát hiện ra rằng người này ngoài Livestream của Vương Đông Tuyết ra thì không xem bất kỳ một Livestream nào khác cả. Đây giống hệt như một tài khoản giả, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng đó chính là tài khoản riêng của Vương Đông Tuyết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô có tiền như vậy thì tại sao lại làm streamer? Lưu Kha cười khẩy rồi nói, Tổng Giám Đốc Lâu chê cười rồi, nếu như... Dì Phùng nhà họ Tần, đến thật thì giải đại gia của năm chưa chắc là anh, nhưng đáng tiếc là người đó không đến. Nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ về phía Tần Lâm với vẻ giễu cợt. Rất rõ ràng là bây giờ Tần Lâm đã bị người ta gắn cho cái mác giả mạo rồi, chẳng có ai nghĩ anh chính là, dì Phùng nhà họ Tần cả, anh chẳng qua chỉ là một tên rẻ rách mua chuộc bảo vệ để vô đây ăn uống trực mà thôi. Đại gia của năm sao? Tên rẻ rách của năm thì có. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói luyên thuyên một lượt. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố giải thưởng quan trọng của giải đại gia năm nay. Đây cũng là người dùng có tổng donate cao nhất trên nền tảng Hổ Ngư của chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tiếp theo, tôi xin kính mời. Dì Phùng nhà họ Tần. Vừa dứt lời, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Tần Lâm vốn không muốn ra mặt, nhưng vì người dẫn chương trình đã gọi tên rồi, nên anh đành phải lên nhận giải thôi. Tần Lâm đột nhiên đứng dậy rồi tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau khi Tần Lâm đứng dậy, tiếng vỗ tay ở hiện trường đã giảm đi rất nhiều, mọi người chợt trở nên yên tĩnh. Đây là, dì Phùng nhà họ Tần, à, không phải phụ nữ sao? Ai nói cứ phải là nữ chứ,
ID của tôi cũng tên, Tiểu Điềm Điềm, này. Anh chàng này có gu cũng đặc biệt nhỉ, vừa trẻ vừa đẹp nhưng lại đi đặt cái tên như vậy, ha ha. Những người trong bảng đại gia nhìn thấy Tần Lâm không biết xấu hổ mà còn đứng dậy, bèn cau mày. Mẹ kiếp, cái tên mặt dày này, còn dám đi lên nữa sao? Lưu Kha, cậu có chắc là tên này giả mạo không? Không phải, hàng thật, đấy chứ. Đương nhiên là không. Lưu Kha vội vàng nói, đúng vậy, vừa rồi em còn thấy anh ta bị bảo vệ chặn lại ở trước cổng bởi vì thông tin tài khoản và chứng minh nhân dân không thống nhất, chắc chắn là mạo danh. Nghe Lưu Kha nói xong, mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, nếu chứng minh nhân dân và tài khoản không giống nhau thì là giả mạo chắc rồi. Tổng giám đốc Lâu lập tức đứng dậy bước lên sân khấu. Ông ta nhất định phải tranh được giải đại gia của năm, nếu tranh lệch nhiều thì không nói làm gì. Nhưng hiện tại ông ta lại đang ở vị trí thứ hai, chỉ cần, dì Phùng nhà họ Tần, không đến thì hạng một sẽ thuộc về ông ta. Tốn nhiều tiền như vậy nên cũng không thể nào để một tên rẻ rách lên nhận giải thay được. Ở dưới còn có rất nhiều tiếng reo hò của các nữ streamer, cho nên ông ta cũng muốn ra mặt để nhận được sự ưu ái của mọi người. Sau khi bước lên sân khấu, Tổng Giám Đốc Lâu lên tiếng. MC, các người phải kiểm tra cho thật kỹ đấy nhé. Người này chính là kẻ giả mạo. Người dẫn chương trình sững ra một lúc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người ở dưới khán đài đều im lặng nhìn lên sân khấu. Đại gia tranh đấu sao? Xem ra có người được hạng một thì người ở vị trí thứ hai không phục rồi đây. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục nói, Tổng Giám Đốc Lâu, xin hỏi tại sao ông lại nói như vậy? Tổng Giám Đốc Lâu trả lời. Cô có thể xác thực xem chứng minh nhân dân của cậu ta và tài khoản có thống nhất không? Uy tín nhất chính là xác thực tài khoản có phù hợp với chứng minh nhân dân hay không, từ đó mới biết được có phải là cùng một người. Người dẫn chương trình sững ra một lúc, không ngờ rằng lại xảy ra nghi vấn như vậy, lễ trao giải thường niên của Hổ Ngư đã được tổ chức rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, lẽ nào thật sự có người giả mạo sao? Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt. Các người có thể kiểm tra lịch sử nạp tiền của tôi. Tài khoản đó đúng là của dì Phùng, xác thật tên cũng là dì Phùng, nhưng lúc Tần Lâm dùng tài khoản của dì Phùng để donate thì anh đã lấy thẻ ngân hàng của mình, vậy nên mới có lịch sử nạp tiền. Nếu như càng muốn xác minh có uy tín hơn nữa thì chắc chắn sẽ là lịch sử nạp tiền. Dù gì đây cũng chính là số tiền đã chi tiêu thực tế, còn ai bỏ ra nhiều tiền hơn thì mọi người sẽ tự biết. Người dẫn chương trình lập tức yêu cầu nhân viên kiểm tra lịch sử thanh toán, sau đó lấy thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân của Tần Lâm ra để đối chiếu, sau đó mới tuyên bố. Lịch sử nạp tiền và lịch sử tiêu dùng của quý ông này hoàn toàn trùng khớp với thẻ ngân hàng. Wow! Khán giả đột nhiên cảm thán, không ngờ, dì Phùng nhà họ Tần, lại tuổi trẻ tài cao như vậy, đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Mắt của các nữ streamer dưới khán đài đều phát sáng lên. Vừa trẻ vừa đẹp lại còn nhiều tiền, hơn nữa cũng vô cùng hào phóng, quả đúng là Kim Cương Vương Lão Ngũ, sao mà? Sao Kim Cương Vương Lão Ngũ, chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế? Kim Cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm, nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Dì Phùng nhà họ Tần, lại là đàn ông sao? Chắc là phú nhị đại nhỉ. Chắc vậy rồi, tuổi trẻ như vậy lại có thể tùy tiện đặt tên thế kia, chắc hẳn là thú vui của thiếu gia nhà người ta đó. Tôi cũng muốn liên lạc với anh ấy, tôi đã gửi tin nhắn riêng nhưng anh ấy không thèm trả lời. Mấy người đừng mơ mộng nữa, anh ấy là fan hâm mộ cứng của Đông Tuyết đấy, nên chỉ donate cho mỗi cô ấy thôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vương Đông Tuyết. Quan sát tỉ mỉ xem thân thể của cô có gì đặc biệt có thể thu hút được một đại gia như vậy, lại một lòng một dạ với cô. Thậm chí còn có vài nữ streamer thầm thề sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Vương Đông Tuyết. Còn Vương Đông Tuyết lại ngơ ngác nhìn Tần Lâm đứng trên sân khấu. Dì Phùng nhà họ Tần, là anh Tần sao? Quả tin tức nóng hổi, này khiến Vương Đông Tuyết có hơi bối rối, cô vẫn luôn nghĩ rằng, dì Phùng nhà họ Tần, này chính là một bà dì giàu có. Dù gì người xem chương trình của cô cũng đều là các bà nội trợ, nên chuyện gặp phải một bà gì là hết sức bình thường. Nhưng không thể nào ngờ rằng lại chính là anh Tần. Anh Tần đã tiêu nhiều tiền cho cô như vậy sao? Trên sân khấu, sau khi xác nhận xong thân phận của Tần Lâm,
bỗng người dẫn chương trình nhìn sang tổng giám đốc Lâu với vẻ không vui. Trong khoảnh khắc long trọng như thế này lại làm ra trò như vậy, lẽ nào vẫn chưa đủ mất mặt à? Thưa quý ông đây, nếu không còn chuyện gì khác thì xin mời ông xuống dưới cho. Sắc mặt người dẫn chương trình cũng không mấy vui vẻ, vậy mà còn không chịu phục người khác thì quả thật rất mất mặt. Sắc mặt tổng giám đốc Lâu vô cùng khó coi, chỉ có thể lẻn lẻn bước xuống rồi nhìn sang Lưu Kha với vẻ hằn học. Mẹ kiếp, mày chơi ông đúng không? Lưu Kha cau mày, nói, không thể nào, chắc chắn là giả. Lúc đầu nhân viên bảo vệ còn nói rằng chứng minh nhân dân không trùng khớp. Chắc là tên này đã mua chuộc luôn MC rồi cũng nên. Lưu Kha dám chắc Tần Lâm là kẻ mạo danh, vậy nên cho dù có xác minh như thế nào thì cũng là giả. Tần Lâm nhanh chóng nhận giải rồi quay về chỗ ngồi. Sau đó Vương Đông Tuyết lập tức gửi tin nhắn cho Tần Lâm. Anh Tần, là anh donate cho em sao? Tần Lâm mỉm cười, ừ, là dì Phùng chính là fan của em, có cơ hội anh sẽ giới thiệu để hai người gặp mặt. Vương Đông Tuyết sững ra một lúc, hóa ra thật sự có dì Phùng sao? Dì Phùng nhà họ Tần. Lẽ nào lại là bà vú của gia đình anh Tần? Chắc không thể nào có một bà vú giàu đến vậy chứ? Vương Đông Tuyết nghĩ mãi không ra. Tiếp theo là giải thưởng quan trọng nhất của lễ trao giải thường niên. Đó chính là giải streamer của năm, mọi người có đoán ra được ai không nào? Đám đông bắt đầu hò hét. Hồ Phi, Hồ Phi, Hồ Phi. Vương Đậu Đậu, Vương Đậu Đậu. Có rất nhiều khán giả đã gọi tên các streamer, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Hồ Phi và Vương Đậu Đậu. Bọn họ chính là nhất ca nhất tỷ của Hổ Ngư, căn bản thì cũng chỉ có một trong hai bọn họ mà thôi. Vương Đông Tuyết cũng vỗ tay tán thưởng, dù sao thì giải thưởng này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô cũng chỉ là quần chúng ăn dưa mà thôi. Người dẫn chương trình nhìn lướt qua danh sách, sau đó tuyên bố. Tôi xin tuyên bố, giải streamer của năm chính là Đông Tuyết. Đột nhiên, mọi người đều trở nên im lặng. Hầu hết bọn họ đều biết Vương Đông Tuyết là ai, dù gì cũng có chút tiếng tăm, cộng thêm việc được, dì Phùng nhà họ Tần, và Tiết Đại Lâm donate, cũng khá là nổi tiếng. Nhưng cũng chỉ có chút tên tuổi thôi, lượng fan lại quá ít. Là một streamer ẩm thực nên cũng khá kén người xem. Tại sao người được giải lại là cô? Tất cả mọi người đều ngơ ra, không ngờ rằng một streamer nhỏ như Vương Đông Tuyết có tài năng gì mà lại giành được giải thưởng này. Vương Đông Tuyết cũng ngơ ngác không biết gì, cô mặc sườn xám đứng dậy, bỗng nhiên trở thành tâm điểm của đám đông. Người dẫn chương trình mỉm cười, sau đó giục cô lên sân khấu, xin mời Đông Tuyết lên nhận giải. Hôm nay thật sự vinh hạnh khi mời một vài vị lãnh đạo lên trao giải cho Đông Tuyết. Nói xong, một người đàn ông béo hổn hển tiến lên sân khấu, cầm cúp chuẩn bị trao giải cho Vương Đông Tuyết. Người đàn ông mập vừa xuất hiện, mọi người đột nhiên đứng dậy vì phấn khích. Mã Lương Điền. Ôi trời là tổng giám đốc Mã thật đấy, sao ông ấy lại đến đây nhỉ? Trời ạ, Đông Tuyết cũng có quan hệ tốt quá rồi đấy, đến cả tổng giám đốc Mã cũng đích thân trao giải. Mã Lương Điền là ai chứ? Dường như hầu hết tất cả mọi người ở đây đều không ai không biết, tuy bọn họ là giới streamer, nhưng cũng là một phần của giới giải trí, còn Mã Lương Điền lại như, núi Thái, trong giới giải trí, đương nhiên mọi người đều có thể nhận ra. Rất nhiều streamer hàng đầu cũng muốn nịnh bợ một ông lớn như vậy nhưng lại không có cơ hội, không ngờ rằng Vương Đông Tuyết lại quen biết ông ấy. Những streamer ở gần Vương Đông Tuyết đưa mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức hiểu ra. Vương Đông Tuyết này chắc chắn có quan hệ, có thể mời được tổ chuyên mục, ẩm thực, của đài truyền hình Trung ương, lại còn Livestream với Tô Văn Kỳ, tổng giám đốc Mã đích thân lên trao giải, đây có thể là người bình thường sao? Vương Đông Tuyết có chút bối rối, nhưng vẫn tao nhã bước lên sân khấu. Mã Lương Điền trao giải thưởng cho cô, Vương Đông Tuyết liên tục cảm ơn. Vì không có chuẩn bị, nên cô chỉ nói đơn giản vài câu phát biểu mà thôi. Dù gì cô cũng có chút hổ thẹn khi nói những lời này, đương nhiên đó cũng là lời nói chân thành của Vương Đông Tuyết, cô cũng không hiểu tại sao mình lại giành được giải thưởng này, lúc về cô định sẽ hỏi nền tảng Hổ Ngư xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trao giải xong, mọi người bắt đầu dùng bữa, đó là một bữa tiệc buffet. Vương Đông Tuyết cầm cúp đi đến chỗ Tần Lâm, nhẹ giọng hỏi. Anh Tần, anh xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Lâm mỉm cười, chắc em được yêu mến thôi. Giải thưởng này rõ ràng là Mã Lương Điền đã động tay vào, tuy có hơi khoa trương nhưng như vậy cũng tốt, cũng tránh được việc có một vài người cứ thích động vào Vương Đông Tuyết.
Sau khi bắt đầu buổi dạ tiệc, Tần Lâm mới lên lầu đỡ Diệp Hiên Viên xuống. Đông Tuyết, giới thiệu với em, đây là sư phụ anh, Diệp Hiên Viên. Vương Đông Tuyết có chút kinh ngạc, cô biết bố mẹ của Tần Lâm đều đã qua đời, chỉ còn mỗi sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phụ đương nhiên sẽ là một vị trưởng bối vô cùng quan trọng với anh. Không ngờ bây giờ lại được gặp trưởng bối. Đương nhiên, hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, tuy trong lòng Vương Đông Tuyết đã có ý, nhưng vẫn còn một lớp giấy chưa được xuyên thủng. Gặp trưởng bối sớm như vậy khiến cho Vương Đông Tuyết có chút bối rối. Diệp Hiên Viên nhìn Vương Đông Tuyết rồi gật đầu, sau đó lấy ra một chuỗi hạt nhỏ đưa cho cô. Lấy cái này làm quà gặp mặt đi. Vương Đông Tuyết ngây ra một lúc, a, cháu cảm ơn. Vương Đông Tuyết lúng túng cất nó vào rồi đi theo sau. Sau khi Diệp Hiên Viên đi xuống liền tìm một vị trí để ngồi, Tôn Kiến Dân cũng nhanh chóng đi qua. Khi những người này đi về phía đó, bỗng thu hút theo ánh mắt của tất cả mọi người. Ôi trời, đây là những ai chứ? Tướng quân quân hàm năm sao. Vương Kim Hải mặc quân phục với quân hàm năm sao trên vai, vô cùng hiên ngang đi qua đám người, loại khí thế này đúng là không có gì sánh bằng, đích thị là đại tướng quân của quốc gia. Lãnh đạo Tôn cũng đi sau Vương Kim Hải. Lãnh đạo Tôn mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, tuy không bá đạo như Vương Kim Hải nhưng vẫn rất có phong thái của người lãnh đạo. Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương, Mã Lương Điền. Từng nhân vật lớn đều tụ tập lại với nhau, mấy người này đều đi về phía Diệp Hiên Viên, cầm ly rượu trên tay rồi quỳ xuống đất. Sư phụ! Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông cụ này rốt cuộc là ai? Tại sao nhiều nhân vật lớn như vậy lại cùng quỳ xuống trước mặt ông ấy? Điệu bộ cung kính đó chẳng khác nào đang quỳ dưới chính bố ruột của mình. Tần Lâm mỉm cười, cầm lấy ly rượu rồi quỳ bên cạnh sư phụ. Con mời sư phụ. Diệp Hiên Viên gật đầu, cầm ly rượu uống một hớp rồi nói, được rồi, đứng dậy hết đi, mấy người các con chả có tiền đồ gì cả. Một câu nói của Diệp Hiên Viên lập tức khiến cho tất cả mọi người phải ngượng ngùng. Những người này đều là các ông lớn của các ngành nghề, được vô số người ngưỡng mộ, nhưng Diệp Hiên Viên lại nói là không có tiền đồ. Vậy nên mới khiến mọi người vô cùng ngượng ngùng. Sau khi chúc rượu rồi ngồi xuống, mọi người giống như đang tụ tập riêng vậy, xung quanh còn có các sĩ quan và quân binh, người ngoài muốn đến gần chung vui cũng không có cơ hội. Vô số phóng viên chờ ở bên cạnh, vốn dĩ bọn họ muốn phỏng vấn mấy streamer và đại gia kia. Kết quả cả streamer và đại gia của năm đều ngồi ở bàn này, đương nhiên bọn họ không hề có cơ hội để phỏng vấn. Còn về mấy streamer khác, tuy có thể phỏng vấn nhưng lại không có chủ đề gì cả, lỡ may bên này có cơ hội thì không phải đã bỏ lỡ một tổn thất lớn rồi sao? Ông cụ này là ai, tại sao lại có nhiều người là đồ đệ của ông ấy thế? Chắc không phải là đại sư gì đó chứ, chuyện thế này bây giờ rất phổ biến. Nếu là đại sư thì đại sư này cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Hiện nay có rất nhiều đại sư giả trên mạng, chẳng hạn như đại sư Thái Cực Quyền, truyền võ đại sư, nhưng thực chất chỉ là những chiến lược marketing, bọn họ không hề biết gì cả, tùy tiện đánh với một vận động viên bình thường cũng lập tức bị đánh đến ngất xỉu. Chuyện này quá sức bình thường, nếu vị đại sư này không phải là giả, thì bọn họ lại rất háo hức để được phỏng vấn. Đợi hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai rời đi. Bởi vì muốn được nhìn thấy vị đại sư như lão thần tiên này nên tất cả đều đứng vây ở trước cổng. Mọi người ăn cơm xong, Vương Kim Hải đứng dậy nhìn cổng bị chặn lại không đi qua được liền cau mày lại. Sao lại nhiều người thế này, còn gọi người xử lý nhé. Diệp Hiên Viên nói, không cần, ta đi rồi, bọn họ tự khắc sẽ tan thôi. Diệp Hiên Viên là sư phụ của bọn họ, bất kể là về đối nhân xử thế, y thuật hay công phu đều hơn người. Tất cả đều nghe theo lời của ông lão. Diệp Hiên Viên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Cuối cùng cũng có người đi ra từ khu vực cảnh giới, tất cả phóng viên đều nhao lên, ai ai cũng đua nhau hỏi. Đại sư, xin hỏi ông là đại sư của môn phái nào vậy? Xin hỏi sao ông có thể khiến nhiều nhân vật lớn bái mình làm sư vậy chứ, ông có kinh doanh không? Thấy ông thân nhẹ như chim én, có phải có bí quyết trường sinh không? Thực sự có cách trường sinh bất lão sao? Đại sư nói vài câu đi, đại sư nói đi. Đám phóng viên ai ai cũng hào hứng hỏi, Diệp Hiên Viên mặt lạnh tanh, bình thản nói. Mọi người hãy tin vào khoa học. Sau khi nói xong, Diệp Hiên Viên đẩy cánh cửa sổ ở tầng thượng, xoay người nhảy xuống dưới.
tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là tòa nhà hơn 30 tầng đấy, độ cao hơn 100 mét. Ông lão này sao lại nghĩ quẩn nhảy xuống chứ? Tất cả phóng viên đều nhìn xuống dưới, tuy nhiên điều khiến họ há hốc mồm đó là Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng hạ người xuống đất, bình an vô sự, vung tay áo một cái rồi biến mất. Ôi vãi! Tất cả phóng viên đều sững sờ, lúc này không biết nên hình dung tâm trạng của họ như thế nào. Nhảy xuống từ độ cao 100 mét, đây chắc chắn là khinh công trong truyền thuyết. Hơn nữa điều buồn cười là trước khi ông lão nhảy xuống đã nói một câu, bảo mọi người tin vào khoa học. Thần tiên tin vào khoa học. Bảo chúng tôi tin vào khoa học mà ông lại nhảy từ độ cao 100 mét. Cá là ông lão này sắp nổi tiếng rồi. Mà học trò của ông đều là những nhân vật lớn ở các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều ngồi ở đó một cách điềm tĩnh, họ đã quen với việc ông lão nhảy từ độ cao 100 mét, không hề lo lắng chút nào. Đùa cái gì chứ, sư phụ nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống đây là hành động rất sức bình thường, trước đây lúc ở núi sâu cũng nhảy từ vực cao 100 mét như cơm bữa. Sau đó, chưa đầy một tiếng đồng hồ, lão thần tiên đã nổi tiếng khắp mạng xã hội. Chỉ một đoạn video mấy chục giây nhưng được rất nhiều người chia sẻ, vô số người muốn bái ông làm sư. Ông lão nói một câu tin vào khoa học sau đó quay người nhảy xuống từ độ cao 100 mét, cảnh này thực sự đã khiến tất cả mọi người đều sốc. Ai cũng muốn biết đồ đệ của lão thần tiên là ai, nhưng chẳng người nào dám đưa tin, dù sao họ có thân phận đặc biệt, ai dám đưa tin vớ vẩn chứ. Vương Đông Tuyết cũng thấy kinh ngạc, sau khi trở về mãi mà vẫn chưa hoàn hồn. Anh Tần, sư phụ của anh không sao chứ? Tần Lâm nói, không sao, ông ấy lúc nào cũng thế, chắc là về núi rồi. Vương Đông Tuyết sững sờ cầm chiếc vòng tay mà ông lão tặng. Ông lão này xuất hiện rồi rời đi một cách bí ẩn, rốt cuộc ông ấy là ai? Tần Lâm nhìn chiếc vòng tay rồi cười. Cửu Nhãn Thiên Chu cơ à, lần này sư phụ hào phóng thật đấy. Cửu Nhãn Thiên Chu là đồ trang sức rất quý giá, chỉ có Tây Tạng mới sản xuất được. Hơn nữa số lượng rất ít, loại tiêu thụ trên thị trường hiện nay đều là giả. Nghe nói cửu nhãn thiên chu có thể bảo vệ 9 cái mạng của con người, mỗi lần gặp nguy hiểm về tính mạng sẽ rơi một viên trân châu. Có một vị công phu vô cùng lợi hại, lúc đi du lịch ở nước ngoài, trân châu rơi một viên, ông ấy lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm sau đó liền quay về, quả nhiên gặp sóng thần. Chiếc vòng cửu nhãn thiên chu này đã cứu ông ấy. Mặc dù viên trân châu đáng giá trên 10 triệu tệ bị rơi vỡ như thế nhưng sinh mạng vô giá, nó đã cứu mạng sống của cả nhà ông ấy. Còn Diệp Hiên Viên đeo hẳn một chuỗi vòng vô cùng quý giá như thế, người khác cùng lắm chỉ đeo một viên ở cổ là đã sang chảnh rồi. Chuỗi vòng 9 viên của Diệp Hiên Viên vô cùng quý giá, ấy thế mà lại tặng cho Vương Đông Tuyết, ông tùy ý như thế khiến Tần Lâm cũng cảm thấy đố kỵ. Sau khi trở về tin tức ngày hôm đó lập tức bùng nổ. Ngay cả Tô Văn Kỳ cũng nhắn tin Zalo cho Tần Lâm. Này, tôi thực sự muốn gặp anh ở lễ trao giải thưởng thường niên, anh có quen vị đại sư đó không? Tần Lâm cười gượng, làm gì vậy, cô cũng muốn bái sư sao? Hi hi, tôi chỉ tò mò muốn biết vị đại sư đó là thật hay giả, có khi nào là để PR không? Tần Lâm cười gượng, anh cũng không giải thích gì, dù sao mọi người cũng chỉ tò mò, qua vài ngày là thôi. Anh cũng không bảo Mã Lương Điền đi dẹp tin, nếu sư phụ đã dám ra tay trước mặt mọi người, chứng tỏ ông ấy cũng không để ý đến điều này. Tần Lâm đưa Vương Đông Tuyết về nhà, trên đường đi cô hỏi rất nhiều về chuyện gì Phùng nhà họ Tần, cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Tần Lâm cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nói là có cơ hội sẽ để dì Phùng và cô làm quen với nhau. Sau khi Vương Đông Tuyết trở về nhà, Tần Lâm về trang viên Thanh Mai, trên đường đi hai người toàn nói về dì Phùng. Vì thế anh vào phòng liền đi tìm bà ấy. Trước đây ở trong nhà dì Phùng phụ trách dọn dẹp và nấu ăn, bây giờ trong trang viên có quản gia rồi, dì Phùng cũng không cần quét dọn vệ sinh gì nữa, chỉ cần nấu cơm cho Tần Lâm là được rồi. Sau khi vào nhà bếp của dì Phùng, ngửi thấy mùi khét, Tần Lâm lập tức biến sắc, vội lao vào bên trong. Nhìn thấy rau trong nồi đã cháy khét, đang bùng lửa còn dì Phùng thì ngất xỉu nằm dưới đất. Dì Phùng! Tần Lâm vội dập lửa, đỡ dì Phùng dậy, anh kiểm tra thì thấy là hôn mê bình thường, anh bóp rãnh lõm dưới môi trên, tầm mười mấy giây sau bà ấy tỉnh lại. Dì Phùng, dì không sao chứ? Dì Phùng mơ hồ, sao thế? Sao tôi lại ngủ chứ? Tần Lâm cau mày, dì Phùng, không phải dì ngủ đâu mà là bị ngất, có phải dì mệt quá không? Dì Phùng ngây người ra,
không có, mấy hôm nay tôi khỏe lắm, ngủ rất ngon, ăn uống được, sao lại ngất chứ? Xảy ra điều bất thường chắc chắn có điều mờ ám, Tần Lâm cau mày, dì Phùng, đi ra ngoài để cháu bắt mạch cho dì. Sau khi đỡ dì Phùng ra ngoài, Tần Lâm bắt đầu bắt mạch. Tầm 10 phút sau, Tần Lâm cau mày lại, mạch tượng có gì đó bất ổn. Mạch tượng bình thường của phụ nữ thường yếu hơn đàn ông, nhưng mạch của dì Phùng mạnh mẽ giống như mạch tượng của vận động viên nữ vậy, thật vô lý. Dì Phùng, một tiếng qua dì đã ăn thứ gì vậy? Dì Phùng tiện tay lấy hai lọ thuốc, đây là thực phẩm chức năng bác sĩ kê cho tôi. Viên hoàn sinh tinh, rượu hoạt lạc. Đây là hai loại thuốc đông y. Theo lý mà nói thì hai loại thuốc này không có vấn đề gì, toàn là thực phẩm chức năng mà người già thường uống, ở tuổi của dì Phùng uống một chút thì cũng không hại gì. Nhưng tại sao tự dưng dì Phùng lại ngất xỉu chứ? Hơn nữa mạch tượng còn kỳ lạ như thế, chắc chắn có vấn đề. Tần Lâm lướt nhìn công thức của hai loại thuốc này rồi cau mày lại. Dì Phùng, ngoài thuốc này ra bọn họ còn bảo dì ăn cái gì nữa? Dì Phùng lắc đầu, cũng không có gì, họ chỉ bảo tôi ăn nhiều hoa quả. Tần Lâm cười khẩy, vậy cháu biết rồi, đúng là bác sĩ vô lương tâm, bệnh viện nào kê đơn thuốc cho dì vậy? Dì Phùng đưa đơn thuốc cho Tần Lâm. Bên trên viết chủ nhiệm Lâm Nguyệt Giao, Bệnh viện Nhân dân. Lúc này phòng phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân đang rất rối loạn, Lâm Nguyệt Giao là bác sĩ chữa trị chính cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân. Chủ nhiệm Lâm, làm sao đây, thân phận của người bệnh không tầm thường đâu, rốt cuộc chúng ta có phẫu thuật không? Người phụ nữ trên bàn mổ tên là Tiết Ngọc Kiều, chồng bà ấy là chủ tịch tập đoàn Đông Khí ở tỉnh Lỵ. Tập đoàn Đông Khí ở tỉnh Hán Đông là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng toàn quốc. Gần 30% ô tô trong nước được sản xuất tại đây và hơn 70% ô tô trên thế giới đều dùng phụ tùng được sản xuất bởi tập đoàn Đông Khí. Điều này chứng minh tập đoàn Đông Khí có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế. Tiết Ngọc Kiều là bà chủ của tập đoàn Đông Khí, nếu bà ấy xảy ra chuyện gì ở bệnh viện này, Lâm Nguyệt Giao chắc chắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm này. Lâm Nguyệt Giao nghiến răng, mặc kệ bà ấy có thân phận gì, cứ phẫu thuật đã rồi nói xong. Đây cũng không phải cuộc phẫu thuật lớn gì, chỉ là rửa ruột thôi, không chết được đâu, mau lên. Lâm Nguyệt Giao và y tá đã giúp Tiết Ngọc Kiều rửa ruột. Bà Tiết Ngọc Kiều này không ngất lịm đi mà cũng chẳng tỉnh táo, cứ mê man, tinh thần bất ổn, lúc đến nôn ra dịch trắng rất đáng sợ. Cuối cùng cũng rửa xong ruột, Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, cô ra khỏi phòng phẫu thuật, quay về phòng làm việc bắt đầu điều tra loại thuốc mà người bệnh uống trước đó. Nhìn thấy viên hoàn sinh tinh và rượu hoạt lạc, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày lại. Thuốc mà cô kê cho người bệnh không hề có hai loại này. Mặc dù bệnh viện họ cũng bán hai loại thuốc này nhưng mà kết hợp với loại thứ ba, hơn nữa đây là thực phẩm chức năng. Bình thường Lâm Nguyệt Giao không thích kê thực phẩm chức năng cho người bệnh, nhưng cũng bác sĩ kê loại này để được trích phần trăm, còn cô không thích kiếm tiền kiểu đấy, cảm thấy trái với lương tâm, vậy nên trước giờ cô đều không kê loại thuốc này. Lâm Nguyệt Giao vừa cầm hai chai thuốc ra ngoài, đột nhiên có hai người đàn ông vào phòng làm việc. Một già một trẻ, một người là viện trưởng, người kia là con trai của ông ta. Con trai của viện trưởng tên là Chu Khôn, cấp dưới của Lâm Nguyệt Giao, anh ta đã lén xuyên tạc đơn thuốc mà cô kê. Lâm Nguyệt Giao đang định đi chất vấn anh ta, kết quả tên Chu Khôn này đã tự tìm đến. Chu Khôn, chuyện gì đây, sao anh lại tự ý thay đổi đơn thuốc tôi kê chứ? Anh quá đáng quá rồi đấy. Chu Khôn không mở miệng nhưng viện trưởng Chu Dương thì lại nói với ý đồ sâu xa. Chủ nhiệm Lâm, đừng nổi nóng thế, xảy ra chuyện thế này cũng không phải chỉ mình Chu Khôn chịu trách nhiệm, chẳng nhẽ cô không có lỗi sao? Lâm Nguyệt Giao cau mày lại khi nghe thấy những lời viện trưởng nói. Viện trưởng Chu, câu nói này không đúng, là con trai ông tự ý đổi phương thuốc của tôi, kê đơn thuốc vớ vẩn cho người bệnh nên mới xảy ra chuyện này. Anh ta mới là người nên chịu trách nhiệm chính, có phải ông định bao che cho anh ta không? Viện trưởng Chu cười nhạt, chủ nhiệm Lâm, cô nói gì vậy chứ? Cô là bác sĩ chữa trị chính thì phải chịu trách nhiệm lớn nhất về tất cả các tình huống của bệnh nhân, bây giờ xảy ra chuyện rồi cô định đùn đẩy cho người khác, có phải là vô lý quá rồi không? Ông, Lâm Nguyệt Giao thấy bực bội, ông viện trưởng Chu này đúng là quá đáng. Rõ ràng là con trai ông ta kê hai loại thuốc vớ vẩn khiến bệnh nhân xảy ra chuyện nhưng lại muốn đổ tội cho cô, theo lý mà nói cô không liên quan gì đến việc này.
nếu như truy xét ra thì tay nghề phẫu thuật và thuốc mà Lâm Nguyệt giao kê đều không có bất cứ vấn đề gì. Viện trưởng Chu cười nhạt, chủ nhiệm Lâm đừng kích động, nếu đã xảy ra chuyện rồi thì chúng ta không nên đùn đẩy trách nhiệm, mà phải nên suy nghĩ cách giải quyết, có phải không? Lúc này sắc mặt của Lâm Nguyệt giao mới dễ chịu một chút, câu nói này nghe còn có lý. Viện trưởng Chu, vậy ông nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Bây giờ người bệnh đã không còn nguy hiểm về tính mạng nữa rồi, nhưng bà ấy đã trải qua rất nhiều sự đau đớn, vừa rửa ruột lại còn bắt nôn, chuyện này chắc chắn chưa xong. Viện trưởng Chu nói, cô xem, cô còn trẻ mà đã được làm viện trưởng còn có Tần đại sư chống lưng, tiền đồ sau này rất rộng mở, không giống như Chu Khôn con trai tôi, nó chỉ là đứa trẻ non nớt vừa mới tốt nghiệp, bây giờ mà chịu tội gây tai nạn y khoa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó. Cô xem. Hay là thế này đi, cô chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện này, năm sau bình xét phó giáo sư, tôi sẽ cho cô đi cửa sau. Mặt Lâm Nguyệt giao biến sắc, cô cau mày lại rồi lắc đầu từ chối. Viện trưởng Chu, phó giáo sư cái gì chứ, tôi sẽ dựa vào thực lực của mình để được bình xét, chuyện này tôi không gánh vác nổi. Tên Chu Khôn chịu tội gây tai nạn y khoa, Lâm Nguyệt giao thì không sợ chắc. Đây là vết nhơ của cả cuộc đời, nếu là lỗi sai của bản thân. Lâm Nguyệt Giao chắc chắn sẽ gánh vác, nhưng đây rõ ràng là lỗi của người khác, sao cô phải chịu tội thay chứ? Mặt viện trưởng Chu nặng xuống, ông ta thấy không vui. Lâm Nguyệt Giao, tôi đã không do dự mà ký để bạt cho cô làm chủ nhiệm, cô ăn cháo đá bát như thế thì không được hay cho lắm đâu. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, viện trưởng Chu ông đừng có đổ tội hại tôi, lúc tôi xin làm chủ nhiệm, bất kể là về niên hạn hay học lực tôi đều đủ tư cách chứ không phải tìm ông để đi cửa sau. Đừng dùng cách này để uy hiếp tôi. Viện trưởng Chu u ám mặt mày, Lâm Nguyệt Giao ương ngạnh như thế khiến ông ta thấy bực mình. Chủ nhiệm Lâm, tôi nói rõ ràng nhé, tai nạn y khoa này cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm, tôi là viện trưởng, cô là chủ nhiệm, quan hệ cấp trên cấp dưới chắc cô cũng rõ đúng không? Lâm Nguyệt Giao thấy viện trưởng Chu bắt nạt người quá đáng như thế cô cũng bực bội. Viện trưởng Chu, xin lỗi, tôi không chịu sự uy hiếp của ông. Cho dù ông là sếp thì cũng không thể bắt tôi làm chuyện phạm pháp được, ông nhờ người khác đi. Bụp, viện trưởng Chu đập bàn, Lâm Nguyệt Giao, tôi thấy cô không muốn làm cái chức chủ nhiệm này nữa rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Lâm. Ha ha, tôi thấy ông cũng không muốn làm cái chức viện trưởng này nữa rồi. Sau đó Tần Lâm đẩy cửa bước vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.